Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin vào buổi tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng để chúng ta có những đánh giá lại toàn bộ những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích định lượng trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê cùng với anh chị em của chúng ta sẽ view qua một số các cái mã cổ phiếu các cái nhóm ngành cơ bản nhất của thị trường chứng khoán và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để trao đổi cùng với anh chị em của chúng ta trên cái góc độ là dự báo về xu hướng thị trường chứng khoán tuần tuần tới tức là cái tuần cuối cùng của tháng tư Như vậy là năm 2021 chúng ta đã đi qua được 4 tháng rồi các anh chị và như vậy là chúng ta đã đi qua được 1 phần 3 cái thời gian của năm rồi và chúng ta đã làm được những cái gì trong cái chặng đường vừa qua. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá sau. Thì kết thúc uh, tuần giao dịch cũ uh, ngày 16 tháng 4 thì cũng đã ra bản tin video số 151 trong đó phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4. Uh, VN có thể test cung sâu ở vùng 1220 điểm phái sinh và VN30 thì có thể rơi sâu uh, đến cái vùng 1257 điểm đến vùng 1260 điểm chỗ này đánh bị sai lỗi chính tả và trên cái xu hướng hiện tại thì nhóm make up tiếp tục xấu. Thì như các anh chị em của chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn vừa qua, à, nếu à, nếu như chúng ta để ý thấy rằng là thị trường của chúng ta chủ yếu là phục vụ cái câu chuyện cho phái sinh, cho phái sinh các anh chị nhá. À, cho phái sinh có nghĩa là gì? Tức là tạo lập sẽ sử dụng các cái bộ trụ để à, liên tục kéo và xả điểm số của thị trường. Tức là khi tạo lập người ta đã gom được một cái lượng hàng bắt được một cái lượng hàng đánh sọt ở những cái vùng giá thấp đúng không ạ và người ta gom được một lượng hợp đồng rất là lớn rồi thì người ta sẵn sàng có thể dùng một cái 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 yếu tố tạo lập nào đó để kéo các cái bộ trụ và các cái bộ trụ đó thì thường là những cái mã cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số vn30 Ờ chỉ số vn index ví dụ là việt công banh và vì sao việt công banh lại là một cái cái mã cổ phiếu được kéo đầu tiên thì các anh chị có thể xem lại cái lượng mà rơi vãi của cổ phiếu Vietcombank ở trên thị trường gần như nó chỉ còn đâu đó 2 trăm thôi. Đó tức là một cái lượng rơi vãi cực kỳ ít như vậy thì tạo lập sẽ dùng được cái tiền của mình, một cái lượng tiền nào đó để có thể kéo được cổ phiếu Vietcombank hoặc là uh, tạo lập sẽ có hẳn một cái kho hàng nào đó sẵn hàng và trong một cái thời điểm mà cần đạt Vietcombank để có thể đánh sọt phái sinh thì người ta à, có thể đạp việc có may xuống ví dụ như vậy và một cái điều rất là dễ để nhận diện ra trong cái thời gian vừa qua đó là họ nhà Vich cổ phiếu Vincom à, cổ phiếu uh, Vinhome cổ phiếu Vich uh, VRE à, cùng với đó thì các mã tạo lập khác ví dụ như là Mansan ví dụ như là PNG BVH mvdg VDC và các cái mã Blue vừa ví dụ như là Z à, ví dụ như là FPT ví dụ như là Hòa Phát đó thì à, cái giai đoạn vừa qua là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta à, vì vì cơ bản chủ đạo là các cái nhịp đánh cực kỳ ngắn các cực kỳ ngắn tức là có những phiên phiên nay có thể tăng 30 điểm nhưng phiên Mai sẵn sàng đạp đi 40 điểm đó là câu chuyện của thị trường chứng khoán Việt Nam trong à, những tuần vừa qua à, và chỉ có những anh chị em mà đánh được phái sinh thì à, lại rất là rất là thích cái câu chuyện là thị trường càng biến động mạnh bao nhiêu thì cái câu chuyện đánh phái sinh nó càng sướng bấy nhiêu đó là cái câu chuyện nó nằm ở như vậy thế thì bây giờ hùng sẽ chúng ta sẽ cùng xem lại cái cái hùng sẽ view lại cái phái sinh ở những cái điểm mà phân tích phái sinh và vn30 thì bản chất giữa phái sinh và vn30 nó có mối liên hệ mật thiết với nhau thì uh, trong uh, đối với những anh chị em trong trong cái team hùng lê quản lý thì hùng luôn là khuyến nghị chúng ta nên học đánh phái sinh uh, có thể chúng ta không đánh nhưng chúng ta biết được cái quy luật vận hành của phái sinh uh, biết được điểm nào là hỗ trợ điểm nào phái sinh sẽ long lên điểm nào phái sinh sẽ sọt xuống và cái điểm nào là hỗ trợ của phá Trinh thì đấy chính là những cái điểm mà chúng ta có thể cân cổ phiếu, có thể mua cổ phiếu để đánh theo uh, các cái nhịp long, nhịp sọt của phá sinh. Đó, thì cái điểm nhận kỹ thuật đây là chính là cái điểm mà ông uh, vẽ xanh này thì đấy chính là cái điểm mà uh, kết thúc tuần đúng không ạ? Kết thúc tuần. Uh, đây ngày 19, ngày 10 uh, ngày 16 tháng 4 và đến ngày 19 tháng 4 thì bắt đầu một cái tuần giao dịch mới thì uh, ngay uh, đây, các anh chị đây là cái team hỗ trợ tất cả các cái thành viên uh, mùng lê quản lý. thì ngay uh, ngay 10 giờ 10 giờ 15 phút 10 giờ 15 phút thì hùng có quan sát cái đường đi của phái sinh và tại thời điểm đó thì hùng đánh giá uh, phiên ngày giao dịch ngày 19 tháng 4 đánh giá cái thế trận của cái phiên giao dịch hôm đó là thế trận long Uh, vì sao lại như vậy bởi vì các cái điểm test cung tương đối ổn định ở vùng 1.270 điểm đến 1 ba điểm uh, và là đây là cái tiền đề đây là cái tiền đề để đội long bắt đầu đánh từ đây và khi khi cái câu chuyện là đội long đánh từ vùng 1.270 điểm mà long lên thì như vậy là cơ sở của chúng ta uh, sẽ uh, sẽ có một phiên giao dịch tốt Hùng hay dùng chữ ổ áp đó Thì tại thời điểm đó các anh chị có thể nhìn thấy Hùng có chụp cái ảnh của phái sinh ở đây Tức là phái sinh lúc đó sau một cái điểm uh, long lên và uh, nó có những cái điểm test rất đẹp ở vùng 1270 điểm Đây thì uh, chúng ta sẽ bật cái này lên để chúng ta sẽ thấy được cái cái ý đồ về tạo lập Tức là sau một cái nhịp long lên ở đây các anh chị và phái sinh bắt đầu có những cái điểm test cung rất đẹp ở vùng đây hình ô vuông này 1200 đến 1273 điểm. Tức là tại thời điểm đó 10 giờ thì ông đã đánh giá cái phiên giao dịch của phiên ngày 19 tháng 4 là thế trận long cho phái sinh và sau đó thì lần lượt phái sinh long và uh, kết thúc ở cái phiên giao dịch của ngày của 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 ngày 19 tháng 4 là phái sinh đã long từ vùng 1270 điểm và mắc ở đâu đó đạt ở target 1310 điểm. Như vậy là trong phiên đó là chúng ta đã thị trường phái sinh đã tăng 40 điểm trên một hợp đồng. Giả sử như chúng ta chỉ chốt khoảng tầm 30 điểm thôi, đó, tức là một hợp đồng của chúng ta đã được 3 triệu rồi các anh chị. Thì ở những cái câu chuyện là những cái tài khoản lớn người ta đánh khoảng tầm độ 100 hợp đồng trong một phiên ví dụ như vậy thì cái lượng lãi của người ta đã rất là lớn. Tức là trong cái giai đoạn vừa qua người ta chỉ phục vụ cái câu chuyện về phái sinh. Cái điểm nhấn thứ hai đến từ ngày 24 À đến từ ngày 20, đến từ ngày 20 thì tại thời điểm đó, tại thời điểm đó, đây Hùng cũng có những cái đánh giá rất là cụ thể cho các Hùng sẽ cho các anh chị xem. Ngày 20 tháng 4. Đây. Thì lúc đó cũng vào khoảng vào khoảng vào khoảng mấy giờ đấy ạ? Khoảng 10 giờ 05 phút ngày 20 tháng 4 thì Hùng đã có những cái đánh giá là phiên sáng nay thì thị trường tiếp tục kéo trụ và nhóm blue vừa để long vn 30 và vn phái sinh thì các anh, anh chị để ý là khi bước vào cái phiên giao dịch ngày thứ ngày thứ ba thì sau những cái điểm test kỹ thuật ở đây thì à, lực đánh của dòng tiền tiếp tục kéo 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 trụ và cái điểm kéo mắc lên cho đến tức là trước cái giờ nghỉ trưa đúng không ạ đây các anh chị đây các anh chị đây trước giờ nghỉ trưa Đấy, trước giờ nghỉ trưa đây là giờ nghỉ trưa nó có cái nến tách ở đây 13 giờ đây. Thì trước giờ nghỉ trưa thì phái sinh đã long rất mạnh lên vùng 1330 điểm thì tại cái thời điểm 10 giờ á tại cái thời điểm 10 giờ thì cũng đã đánh giá rằng các cái trụ kéo Vinhome, Mansan, Novaland, VDC, mvdg Vietcombank đấy là những cái mã mã trụ kéo rất là cơ bản. Và trên góc độ kỹ thuật thì khi mà trụ mà để long kéo phái sinh để phục vụ cho ý đồ của cá mập thì nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta sẽ rất là khó khăn ở phiên giao dịch hôm nay nhà đầu tư nên cẩn thận có thể lặp lại cái kèo là sáng kéo trụ long phái sinh và đến đến điểm cá mập chốt long và đảo sọt phái sinh thì uh, lại quay lại đạp và khá giống với cái kịch bản của phiên giao dịch ngày thứ ba tuần trước tức là trong cái phiên giao dịch ngày thứ ba tuần trước cũng giống như vậy đó chủ đạo là kéo phái sinh kéo trụ lên và đến chiều thì đảo sọt rất là nhanh và uh, ông cũng báo với uh, tức là khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta nên chủ động đưa ra được một cái kịch bản. À giả sử nếu uh, nó lo tiếp, ok, happy, chúng ta hoàn toàn ok trong cái câu chuyện là chúng ta phải đánh tiếp. Nhưng nếu trường hợp phái sinh sọt trở lại thì chúng ta phải làm gì? Đó tức là chúng ta đưa ra được những cái tình huống như vậy thì ngay từ 10 giờ của phiên giao dịch ngày thứ ba là đã có những cái đánh giá là nhà đầu tư chúng ta hết sức là cẩn thận và các anh chị cũng thấy rằng là trong một cái phút tích tắc của buổi chiều thôi thì uh, phái sinh đã đảo một cái cú sọt uh, rất là thần kỳ ở đây rất là thần kỳ ở đây uh, và trước cái sự ngỡ ngàng chắc chắn rằng nếu như nhiều nhà đầu tư không chuẩn bị thì cứ ớ là vì sao nó lại như vậy nhưng vì đánh phái sinh các anh chị, vì phục vụ mục đích phái sinh nên là kéo trụ, xong đó là rút trụ, đạp trụ và nó khiến cho cái nhóm Big Cap. thì gần như nhà đầu tư của chúng ta là nắm giữ nhóm Big Cap là nhiều chứ nhóm la cáp nó nó không có mấy. Đó. Và đến uh, tiếp theo uh, đến cái ngày 22 tháng 4. Đó, 22 tháng 4 thì uh, ông lại tiếp tục đánh giá uh, cái cái sự vận động của phái sinh đó 1316 để sớt lại cái gì đó lúc đó là 10 giờ tức là ngày hôm qua đúng không ạ thì ông đã nhìn thấy rằng là tại cái thời điểm đó 10 giờ đây này 10 giờ 06 phút thì nhận thấy rằng phái sinh gặp khó khăn ở vùng 1310 điểm VN30 gặp khó khăn ở vùng 1316 điểm và dự kiến là sẽ có những điểm uh, sọc ngắn để test cung và trong cái thế trận của phiên ngày hôm qua đó và chính là đây thế trận này thì đang thiên về kèo sọt của phái sinh trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức là tại thời điểm 10 giờ thì ông đã đánh giá là phiên giao dịch của ngày thứ tư là là kèo sọt kèo sọt các anh chị đó à, ngày thứ năm ngày thứ năm bởi vì ngày thứ tư chúng ta nghỉ lễ ngày thứ năm là kèo sọt của phái sinh và à, bắt đầu sọt test từ vùng 1310 điểm đó, từ vùng 1310 điểm. Thì đây, chúng ta cũng xem lại, tức là hùng view lại để các anh chị thấy rằng là những cái phân tích của chúng ta uh, nó liền mạch như thế nào. Thì tại cái thời điểm đó thì đây ngày 22 tháng 4 sau một cái phiên nghỉ lễ thì chúng ta quay trở lại giao dịch vùng nhận diện thấy là phái sinh của chúng ta gặp khó ở vùng 1310 điểm. Khi mà nó có một cái biên như thế này, đó, gặp khó ở vùng 1310 điểm. Sau đó đến khoảng 10 3 giờ tức là những cái điểm này chính là những cái điểm mà dành cho những anh chị trader phái sinh thì chúng ta sẽ sọt test và đến 13 giờ 3 13 giờ 16 phút thì cái vùng 1295 điểm ở đây vùng hỗ trợ của phái sinh đã bị phá vỡ ở đây và đây chính là cái tín hiệu để kèo sọt phái sinh tiếp tục tiếp diễn đây, ví dụ như vậy tìm cho các anh chị nhé đó, 1, 2, 9, 5. 1, 2, 9 5. Đó, hiện tại vùng 1295, 10 giờ, 13 giờ, 18 phút. À, 1395 đang có dấu hiệu vi phạm sọt Đây là tín hiệu xác nhận kỹ thuật đội sọt tiếp tục oánh Và các mốc hỗ trợ tiếp theo à, Mồng lên đã phân tích ở trong sáng nay Và sau cái mốc 1295 đã bị phá vỡ Thì phái sinh Đây sáng nay Phái sinh dự kiến sẽ kéo về vùng đâu ạ? Sọc về vùng 1270 đến à đây là VN30. Đây, phái sinh sẽ là 1257 đến 1260. Đó. Và tiếp tục à, phái sinh bị mất vùng 1280 điểm thì à, phái sinh sẽ hướng về đây và đấy là cái bản đấy là cái cái tín hiệu cuối cùng được cùng đưa ra về phái sinh lúc đó 14 giờ 07 phút và chúng ta thấy rằng ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì phái sinh đã đóng cửa ở vùng gần mốc hỗ trợ ở đây chính là vùng 1.257 điểm đến vùng 1.260 điểm của chúng ta và đến 9 giờ sáng ngày hôm nay đến 9 giờ sáng ngày hôm nay thì ông lại bắt đầu 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay thì ông lại bắt đầu tiếp tục đánh giá một cái kèo của phái sinh À, tín hiệu hiện tại của thị trường tích cực nhất đó là phái sinh đang đi ngang siết chặt ở vùng 1.265 điểm trên mốc hỗ trợ 1.257 đến vùng 1260 tức là trong phiên giao dịch sáng nay thì sau những cái điểm sọt à, những cái điểm sọt xuống và chúng ta nhận diện thấy được một cái tín hiệu tích cực của thị trường ở vùng một nghìn ở vùng một nghìn trên trên cái, tức là những cái điểm test ở quanh vùng 1.270 điểm và à, và và trên cái vùng hỗ trợ ở đây là 1257 điểm đến vùng 1200 1200 1500 25, 1257 đến 1260. Thì ông đã đánh giá rằng là cái thế trận của ngày hôm nay, thế trận của ngày hôm nay đó là một cái thế trận mà thiên về, thiên về cái 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 cái, cái gọi là chen long ở trong phiên kết tuần và để thăm dò vị thế long thì ở quanh vùng 1263 điểm. Uh, gãy vùng 1.257 điểm thì SL và long bật được cái vùng 1.270 đến vùng 1.273 thì chúng ta uh, và sau đó test lại mà không gãy thì chúng ta có thể tăng cái tỷ trọng long. Uh, thì tại cái thời điểm đó thì mình nhận diện thấy phiên giao dịch sáng ngày hôm nay chúng ta có banh uh, giữ nhịp và chứng khoán giữ nhịp khá là tốt và uh, trụ thì sau đó đã tiếp tục có những cái điểm uh, quay lại quay lại để hỗ trợ cho thị trường của chúng ta và sau một cái điểm long đấy sau một cái điểm long test lên và đây chính là những cái điểm mà khi mà phái sinh long quay trở lại đây. Đó ở vùng 1263 điểm ở đây. À, rất là ok và như vậy thì uh, càng về chiều thì cái thế trận long của chúng ta càng được khẳng định. và lần lượt từng cái mốc, lần lượt từng cái mốc, lần lượt từng cái mốc và uh, trong phiên ngày hôm nay thì sau khi mà thị trường đã test được cung À, thành công test được cung thành công đây đến khoảng mấy giờ đây ạ đó đi rất là sát rất là sát đến khoảng 13 giờ 45 phút 13 giờ à 14 giờ thì chúng ta thấy rằng là các cái nhịp test của uh, nhịp test của VN nhịp test của phái sinh đó, VN index test ở vùng 1,230 không gãy, phái sinh ở 1,270 không gãy, VN ở 30, ở 1,280 không gãy Thì à, cầu long à, chính thức là được bắt đầu quay trở lại và có thể giải ngân à, Bắt đáy các cái mã cổ phiếu, các cái mã cổ phiếu mà Chúng ta đang có ở trong danh mục tài khoản để lướt theo T cộng à, Lướt theo à, những cái nhịp long và nhịp sọt của phái sinh Thì đấy là toàn bộ cái kịch bản của thị trường trong tuần vừa qua Uh, nó liên quan đến phái sinh và đồng thời thì nó cũng liên quan đến vn30 trong cái quá trình chúng ta phân tích và cùng với đó thì chúng ta cũng có phân tích thêm các cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật của vn index đó thì uh, chủ đạo thì cũng sẽ view lại phái sinh bởi vì phái sinh cũng là một cái mã để chúng ta trading đó dành cho những cái tài khoản mà chúng ta đánh đó thì uh, kỹ thuật của trong tuần vừa qua nó diễn biến như vậy từng phiên như vậy từng các cái nút thắt, từng các cái điểm số như vậy thì uh, Uh, phái sinh khi mà chúng ta nắm được trong lòng bàn tay của chúng ta về ý đồ về phái sinh thì chúng ta sẽ hiểu được là a à, cái thời điểm nào, thì thời điểm phái sinh chuẩn bị đánh sọt đó, thì chúng ta sẽ không mua cổ phiếu nữa ví dụ như vậy chúng ta sẽ canh chốt cổ phiếu còn những cái thời điểm đây đây là những cái thời điểm mà phái sinh bắt đầu long lên ở một cái trong len, một cái chen long kỹ thuật có những cái tín hiệu xác nhận thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể giải ngân cổ phiếu để chúng ta bắt đánh t cộng và bắt À, những cái mã cổ phiếu ở trong cái danh mục của chúng ta Để chúng ta có thể dùng cái phương pháp à, Chém cá ở trên thớt để chúng ta đào hàng Thì đấy là toàn bộ những cái diễn biến à, Của thị trường chứng khoán Việt Nam Về mặt điểm số trong tuần giao dịch vừa qua Tuần từ ngày à, Tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 Thì hùng vừa view lại xong à, Phần thứ hai Thì chúng ta sẽ đi à, điểm nhanh qua à, Các cái tín hiệu kỹ thuật của các cái mã cổ phiếu à, Cơ bản à, Trong cái à, Ờ, quá trình mà chúng ta phân tích chúng ta theo dõi vích thì vích uh, đối với thời điểm vừa qua thì vích là một cái trụ kéo để giúp cho chỉ số của thị trường có thể vượt vùng 1.200 điểm đối với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của vích thì uh, phiên ngày hôm nay thì vích có phá cái điểm hỗ trợ ở đây là vùng 136 nhưng kết phiên thì vích đã lấy lại được uh, với một cái tín hiệu bắt đáy tương đối ổn của phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kỳ vọng là VIX sẽ có thể ổn định ở trong vùng 136 đến vùng 140 cho cái kèo long trước mắt của tuần giao dịch mới. Vinhome đang có những cái cú kéo xả cũng tương đối là mạnh. đó. Thì cái câu chuyện là với những cái điểm mua thì chúng ta sẽ tuyệt đối chúng ta sẽ không nên mua ở những cái phiên mà phái sinh đạt đỉnh đúng không ạ? Đó những cái phiên kéo phái sinh. Uh, đây, những cái điểm trên rốt này là những cái điểm mà kéo phá sinh Mà chúng ta có mua thì chúng ta sẽ mở mua Quanh những cái điểm hỗ trợ Ví dụ ở vùng năm đến khoảng vùng 100 bao nhiêu đấy 102 Đó, 101.5 đến khoảng vùng 102 thì, uh, Với cái tín hiệu hiện tại của VinHome Thì VinHome vẫn là một cái trụ kéo Và uh, dòng tiền đang đánh tương đối là ổn định của VinHome như thế này Thì VinHome cũng sẽ kéo ở trong uh, các cái nhịp long của phái sinh VRE thời điểm hiện tại thì sẽ quan sát lại hỗ trợ ở vùng 32, sâu hơn sẽ ở vùng 31 đến vùng 31.5. Sabico và Vinamilk. SAB thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa uống bia được khả năng là nó sẽ có những cái điểm trả lại ở quanh vùng 165 và sau đó thì mới có thể bật lên được ở đây Vinamilk trong giai đoạn vừa qua thì đánh cũng tương đối là phũ phàng, gặp vùng kháng cự thì đạp uh, khá là tới bến, uh, gặp vùng hỗ trợ thì lại long vào và hiện tại thì chúng ta sẽ xác định cái điểm hỗ trợ của Vinamilk ở vùng 95 đến vùng 96.5 uh, với cái tín hiệu long sọt đan sen như này thì uh, cầu thì cũng đang thiên về kịch bản là tuần tới sẽ tiếp tục kéo long ở, ở phiên giao dịch ngày thứ hai hoặc phiên ngày ngày thứ ba nên là Vinamilk cũng sẽ có một cái nhịp hồi tay cộng ở đây và chúng ta có thể canh chốt ở ờ, GTN như vậy là GTN đang trên một cái hành trình từ sóng xuống đây là chúng ta đang phân tích một sóng xuống ở GTN ờ, phiên ngày hôm nay có điểm test 19.5 và kéo lên thì phiên ngày thứ hai sẽ test lại gãy 19.5 thì xu hướng sẽ đi về khoảng vùng 18 năm ở đây 18 18 năm tích lũy VLC VLC chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái góc độ nó dài hơi hơn à, trên cơ sở là vùng kháng cự của nó ở đây thì nó đã xác nhận ở đây rồi vùng 44 ba lần đánh không qua và hiện tại thì nó cũng đang chạm lại những cái vùng hỗ trợ khá là sâu ở đây ở vùng 32 32 năm và sâu hơn thì có thể là sẽ đi về ở đây là vùng 28 đến vùng 29 thì đây sẽ là những cái điểm mà chúng ta quan sát để ở khi nó có những cái tín hiệu hồi kỹ thuật thì chúng ta sẽ đi mua để chúng ta đảo lại hàng và với VLC thì chúng ta cũng ngắm đến những cái góc nhìn nó dài hơi. Cả VDC thì cũng không có yếu tố đột biến hỗ trợ ngắn ở đây vùng 127.5 và VDC sẽ đi ở biên này đến biên kháng cự 135. HVN thì cũng đang phân tích một sóng xuống và đến thời điểm hiện tại là đang vui rồi và đến đoạn này là chúng ta sẽ có thể canh à, chúng ta có thể canh để bắt đáy được rồi đây. Trên con đường đi thì dự kiến HVN sẽ rơi về lại vùng 29 đến vùng 29.5. Đây sẽ là vùng hội tụ kỹ thuật Và các anh chị em đang nắm HVN Thì chúng ta canh ở vùng này để chúng ta cân Các cái tài khoản mở mua mới Thì có thể thăm dò vị thế ở vùng này HVN khá là ok AST Cũng như vậy AST bây giờ là đang đi về lại hỗ trợ đây rồi Hôm nay là về lại hỗ trợ 55 Có kéo lên Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật Thì cái vùng hỗ trợ 55 này ở Vùng hỗ trợ 55 này Cũng chưa thể gọi là tốt nhất Và sẽ cần phải có thêm một vài những cái điểm lo sọt ở đây nữa. À, để test cung ở đây. À, ACV, ACV thì đây là một cái điểm mà hồi phục kỹ thuật khá là tốt và ACV thì cũng đã có khuyến nghị mua ở trong tuần. À, khi mà à, khi đó thì trong phiên giao dịch hình như là trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi đó là các cái điểm mua ở quanh khoảng vùng 71 71.5. À, ngắn hạn thì ACV có thể sẽ hồi về lại vùng sẽ hồi về lại vùng nào ạ? vùng 75 ở đây ACV BVH và Mansan à, Bảo Việt thì ông nhìn ở trên một cái góc độ có nói chia sẻ với các anh chị rồi vùng hỗ trợ dài vùng 57.5 à, cái vùng này nó đang đi ở trong một cái biên 57.5 đến khoảng vùng 63 7.5 đến vùng 63 và dự kiến thì cái biên này nó sẽ tiếp tục đi ở trong cái biên này và trên một cái góc độ trung và dài hạn thì cũng đang nhìn đang dự báo thôi dự báo là trong sau một cái cách đi này đó và đến cuối con đường này thì nó sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật và có thể kỳ vọng là BVH sẽ mở trend kỹ thuật giống như một số các cái mã cổ phiếu trụ khác thì ta, ta sẽ đi phân tích và BVH thì hôm nay chạm hỗ trợ đấy các anh chị Chạm hỗ trợ 57.5 thì đã bật lên Ở Mansan ở trong thời điểm hiện tại Đó thì nó cũng giống cái kiểu đi của Mansan Tức là Mansan cũng đi vòng vo ở trong một cái biên ở Biên ở đây thì chúng ta có phân tích ở biên 80 Và đâu đó ở cái vùng kháng cự khoảng vùng giá 95 thì đi vòng vo ở trong một cái biên này xong á đó thì nó bắt đầu nó phát đi tín hiệu kỹ thuật của man san ở đây chính là đây là điểm nhận kỹ thuật của man san khi mà man san bứt phá vùng 95 đến vùng 97 mươi à, trong tuần thì do là man san là một cái trụ để dùng cái tạo lập về phái sinh các anh chị và khi sọt phái sinh thì không thể đạp man san không thể không đạp man san được đó và hôm nay lại long phái sinh thì bắt đầu lại kéo lại các anh chị này đó, dòng tiền nó bắt đầu kéo nhưng trên góc độ kỹ thuật thì khả năng sang sẽ mở chen từ đây và chính vì vậy nên đã khuyến nghị anh chị em có thể tham gia ở vùng này. Vùng kháng cự của nó ở vùng 110 đến vùng 115. Cái khả năng xu hướng là sẽ đánh được chạm đến đến khoảng vùng 115. MML không có gì đột biến, hỗ trợ ở đây là vùng 55. Không gãy thì cứ thế là chúng ta long lên. À, vùng kháng cự của nó ở đây là 60 và ML thì trên cái xu hướng ấy, trên cái xu hướng cũng đang nhìn thấy một cái yếu tố về tạo lập như này, tức là có thể đánh đánh tiếp. Đó, đánh mở tren. là đánh mở tren tức là nó phải có một cái điểm nhấn kỹ thuật của nó ở đây, ở khoảng vùng 60 thì các tài khoản mà anh chị mua thì các anh chị nhớ cho Hùng cái cái điểm đó. Ở MSR thì không có gì được uh, gọi là xuất sắc cả, ở hỗ trợ thì 20 và kháng cự ở đây thì nếu không nhầm thì cũng đã phân tích cho các anh chị vùng ở đây rồi 23, 23 năm, cứ thế mà ở hỗ trợ thì long lên và kháng cự thì lại uh, mang hàng ra bán, vậy thôi MVDG và PNG MVDG hiện tại khá là tốt thì uh, uh, những cái trụ kéo này nó đang đi một cái mô hình tương đối khá là giống nhau ở với sau một cái giai đoạn mình có phân tích cho các anh chị một cái biên à, đó, một cái biên nó tương đối là 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 là, là rộng ở đây này. hai à, vùng 125 và kháng cự ở đây là vùng 140 và à, trong những cái điểm mà khi mở với đi ở trong một cái biên kháng cự ngắn ở đây 135 35 133 đây thì đã dự báo là khả năng xu hướng sẽ kéo M với Bản thân ở trong cái nhịp trước này thì cũng đã ghi ở đây, cũng vẫn còn nhớ cái nốt nốt nó nằm ở cái khu vực này thì MVG đã vượt thoát vùng 140 có một phiên test hai phiên test và phiên test ngày hôm nay tương đối đẹp khi nó đã lấp lại được hết toàn bộ cái phần gáp nó tạo ra trong cái phiên đảo sọt phái sinh ngày hôm qua và với cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì kỳ vọng là MVG sẽ tiếp tục tăng những anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta cứ yên tâm chúng ta cầm nếu nó test cái vùng 140 không gãy thì cứ thế cầm có thể túc tác cân thêm PnG mở tren đó thì cái cách của PnG nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Anh chị có thể để ý đây. Ở đây là một cái giai đoạn mà PnG tích lũy ở trong một cái biên như này đó và đến thời điểm đây chính là cái thời điểm mà à, đến đến cái đoạn này này thì cũng đang tính toán, ông đã dự báo trước một cái xu hướng là PnG có thể đánh bật lên gọi là xu hướng mở tren đó và đánh bật lên thì sau khi nó đánh bật lên được ở vùng 87 đến vùng 88.5 Cái này Hùng đã phân tích ở trong những cái bản tin tuần cũ rồi Thì chúng ta đưa cái target ở đây lên vùng 95 Và trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì PNG đã đánh vượt thoát vùng 95 Với một lực cầu tương đối khá và tương đối là ổn định Và với một lực như này thì các anh chị chúng ta yên tâm cầm Và ở vùng 93.5 này thì chúng ta sẽ quan sát thêm Khả năng với cái điểm long sọt hiện tại á thì đây cũng sẽ đi theo uh, những cái điểm uh, lo sọt của phái sinh. Uh, tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì CPNJ cũng đang có những điểm uh, chuyển kênh rất là đẹp và dự kiến thì có thể cán lại vùng 100 của CPNJ. Ở uh, phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm ngành nhựa Bình Minh, hiện tại thì chưa có nhiều yếu tố đột biến, hỗ trợ 58 tiếp tục quan sát ở vùng này. Ba con A đã bị chốt chưa? Chưa. Như thế này thì cũng gọi là chưa gọi bị chốt. Ở trong cái target chúng ta phân tích cổ phiếu ba con na đạt 18 trên 18 và sau đó thì nó có những cái điểm chỉnh kỹ thuật. Về mặt lý thuyết thì những điểm chỉnh kỹ thuật này tương đối đẹp ở vùng hỗ trợ 15 năm không gãy. Và kỳ vọng thì từ điểm này thì ba Na sẽ hồi phục trở lại theo nhịp long của phái sinh. À DAG sau khi chia cổ tức nó đạt target rồi và sau khi chia cổ tức thì nó đang có những cái điểm test lại đây cái lại vùng 6.1 và về mặt uh, kỹ thuật đó, thì cây nến ngày hôm nay đẹp. Nó đã ôm hết toàn bộ cái cây nến giảm của ngày hôm qua. Như vậy thì uh, có thể phiên ngày thứ hai DAG sẽ test nhẹ nhàng ở quanh cái biên, uh, quanh quanh cái giá tham chiếu trước khi mình thành một xu hướng mới. Uh, PLP, PLP thì như vậy thì đã đi về đến cái vùng hỗ trợ đây. 9.5 và hôm nay thì về đến 9.5 thì bật lại sau điểm bật này nó chưa bật ngay được đâu các anh chị, nó giống như quả bóng đó. khi mà nó chạm cái vùng sàn rồi nó bật đi bật lại ở đây. Và những cái điểm bật đi bật lại ở đây có thể xác định ở khoảng biên trên ở khoảng vùng 9.7, đó là những cái điểm mà những tài khoản mà đang cầm thì chúng ta có thể canh mua ở bên 9, .5, 9 .5, 7 để chúng ta có thể đảo PLP. G cũng là một một mã tạo lập thôi. Kéo phá sinh thì đương nhiên là kéo G rồi. Ở trong phiên ngày hôm nay, trong những nhịp sọt test thì Di đã đưa về lại uh, hỗ trợ ở đây ở vùng 50 và chúng ta thấy rằng là một hỗ trợ đây những cái điểm hỗ trợ 50 tương đối tốt và tương đối ổn định. Di uh, thì hiện tại là chưa nhìn thấy lực đánh của dòng tiền cho nên là nếu mà mua test thì có thể mua test quanh 50 và chúng ta chờ những cái cơ hội nó tốt hơn về dòng tiền thì chúng ta có thể tăng tỷ trọng sau đó là những cái phiên giao dịch khoảng trên 1,5 đến 2 triệu của Di thì có thể mở mua thêm. Uh, phân tích nhóm ngành công nghệ gồm có mã cổ phiếu FPT. FPT hiện tại thì khá là tốt. Uh, trong cái kịch bản mà phân tích cần của FPT thì cũng có đưa cho các anh chị một cái kháng cự ở vùng 85 và vùng hỗ trợ của PNG đâu đó ở khoảng vùng 79. Thì uh, PNG sẽ có những cái điểm test đây nhịp trước này thì PNG đánh vượt thoát vùng 81 và test lại ở vùng 79 này và nó hình hình thành một cái biên ở đây. Cái biên này nó có tác dụng như thế nào? Đó là nó sẽ hấp thụ những cái lượng hàng mà mua được ở đây Đó, chốt lãi Và cái biên này nó hình thành mà giữ được Thì giúp cho chúng ta nhận diện một cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu uh, Có thể đánh tiếp được hay không Thì ngắn hạn trước mắt thì FPT cái xu hướng là có thể đánh uh, cái, cái cơ hội mà về vùng 85 là sáng các anh chị nhé dg world ở thời điểm hiện tại thì không có nhiều các cái yếu tố đột biến về tạo lập và hiện tại thì chúng ta đang phân tích một cái điểm hồi phục ngắn tức là những cái điểm lo sọt ngắn các anh chị đó hồi lên này rồi nó lại đạp lại này rồi nó lại hồi lên tức là cái cơ bản là trong sau một cái những cái điểm tạo lập này đó thì cổ phiếu nó mới phát đi được những cái tín hiệu kỹ thuật thì khi mà có những cái tín hiệu đó thì cũng sẽ cập nhật thêm đúng không ạ ở CMG thì cũng không có gì thay đổi cho lắm đúng không ạ? Đây. Ở vùng hỗ trợ của nó là vùng 34 và đây chính là những cái phiên mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể quan sát được những cái tín hiệu hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu sau 3 phiên giao dịch. sâu hơn của nó thì có thể ở vùng 33 đến khoảng vùng 33.5 thì đó là gặp về vùng 34 chúng ta mua khoảng 10%. Ok. À, về đến vùng 33.5 chúng ta mua khoảng 10% về đến vùng 33 chúng ta mua khoảng 10%. Như vậy là ba cái điểm mua đấy, dự kiến là chúng ta mua được 30%, sau đó thì chúng ta ngồi chờ. Ngồi chờ như thế nào các anh chị? Ngồi chờ đến lúc mà có những phiên mà CMG đánh thần tốc. Như thế nào được gọi là thần tốc, tự hiểu, không nhắc lại. Ờ à, ITD. Rồi, ITD là mã cổ phiếu mà chúng ta gọi nôm na là đánh dài và sau một cái nhịp đánh dài chạm target 14 á, thì em ấy đang về lại đây về lại vùng 12.25 và chúng ta xem nào đó bật đến đây rồi đó tức là cái biên ở đây của nó là biên 12 đến biên 12.5 và biên trung bình ở giữa thì bắt đầu có tín hiệu hồi phục trở lại và chúng ta không phải vội vàng chúng ta mua ở trên những cái vùng kháng cự này và chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta chờ về vùng hỗ trợ về vùng này các anh chị bắt đi đó về vùng này bắt là cái cái khả năng có cơm có gạo là nhiều hơn đây này tD rồi, rồi nhóm xe lắp thì ngày hôm nay hùng sẽ view. À, vì sao lại như vậy? Bởi vì nhóm xe lắp là sau một cái giai đoạn mà không có view. À, bởi vì đấy là cái thời điểm để cho nhóm xe lắp chỉnh giảm về mặt kỹ thuật và hiện tại thì hùng đang quan sát thấy những điểm hỗ trợ cực kỳ đẹp của nhóm xe lắp rồi và rất có thể tuần tới sẽ là tuần mà chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta à, chiến đấu cái nhóm này. Ờ, quan điểm của hùng là gì dòng tiền ở trên thị trường chứng khoán luôn 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 chuyển và nó không đánh một cái nhóm ngành cố định nào là sau khi một cái nhóm ngành nào đó đạt được cái mark target thì nó sẽ lần lượt phân phối ví dụ như nhóm bất động sản khu công nghiệp các anh chị có thể nhớ lại có những trận đánh về tip có những trận đánh szl có những trận đánh GL, những trận đánh về dtd mà team chúng ta đã từng đánh và ông lê đã từng phân tích cho các anh chị những con sóng có thể nói là con sóng thần và đến trong cái quãng thời gian hiện tại thì gần như là chúng ta không nói đến cái nhóm nhóm đấy nữa vì sao à, là có ý đồ đó thì bây giờ nhóm sẽ lắp bắt đầu có những cái ý đồ về mặt tạo lập mùng thấy đang đang tương đối là đẹp rồi đây thì uh, Novaland là một cái mã tạo lập về dòng tiền tạo lập về chỉ số và đến thời điểm hiện tại nó đã kéo tương đối mạnh đó, kéo tương đối mạnh rồi uh, một tuần đi ngang không gãy vùng 105 thì cái con này nó như vậy đây các anh chị nhớ khi mà tạo lập của Novaland ở cái vùng 80 đấy ạ Nó cứ đi lên đi xuống thì cũng có bảo anh chị rồi cứ hỗ trợ ta mua kháng cự bán hỗ trợ kháng cự bán và đây chính là điểm mở trang kỹ thuật của nó đây thì bây giờ nó cũng như vậy nó sẽ đi ngang và không gãy vùng 105 Ok sẽ cầm gãy 105 các anh chị có thể bán cô tích công đang đẹp rồi các anh chị CTD đang đẹp rồi sau một cái nhịp ở đây và cô tích công đã bắt đầu đi vào một nhịp chỉnh dài và sau một nhịp chỉnh dài với thanh khoản thấp như này thì đến thời điểm hiện tại cũng đang kỳ vọng nhá kỳ vọng các anh chị nhá kỳ vọng kỳ vọng có cơ sở chứ không phải là không có cơ sở vùng 64 đến vùng 65.5 sẽ là những điểm mà cô Tết công sẽ đi ngang đi ngửa đây và sẽ hình thành đáy ở đây trước khi bật quay một cái nhịp long trở lại bên này nên là cô Tết công các anh chị nốt lại chúng ta có thể bắt đầu thăm dò vị thế từ bây giờ và chia ra nhiều các cái điểm để chúng ta mua HTN uh, hôm nay phản ứng khá là tốt ở vùng giá 42.5 và dự kiến từ vùng 42.5 sẽ có một cái nhịp phục hồi ở đây. HDC. Ok các anh chị HDC. Sau một cái nhịp mồng đã phân tích cho các anh chị một cái target cứng của nó ở đây là vùng 47 thì uh, có những cái nhịp long sọt ngắn và ở uh, trong tuần trước thì nó bị phá cái tín hiệu, phá cái tín hiệu hỗ trợ ở đây để khi cái các anh chị nhớ là khi cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng cao nó bị phá thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ nó thấp hơn ở đây và trong ngắn hạn thì cũng đang xây lại cái vùng hỗ trợ 39 đến 40 và dự báo thì từ cái vùng này từ cái vùng này thì uh, HDC cũng bắt đầu uh, có một nhịp uh, phục hồi về mặt kỹ thuật ở đây và chúng ta có thể canh bắt đáy ở vùng 39 đến vùng 40 Ok đến mã cổ phiếu HDG HDG chúng ta cũng đã có một cái trận đánh có thể nói là cực kỳ thành công, cực kỳ phê ở cái vùng ở bên này. Chúng ta có thể xem lại các bản tin phân tích hợp tuần của ông lê và chúng ta đưa được một cái target của HDG có thể nói là trong mơ, trong mơ lên đến tận vùng 44 đến vùng 45. Đó, từ những cái vùng rất thấp ở dưới này. Thì sau đó thì cổ phiếu bắt đầu đi vào một cái nhịp chỉnh. Đó, chỉnh đây các anh chị, chỉnh và chỉnh thì cái nhịp này thì cũng đang dự kiến quay trở lại quay trở lại đối với hà đô ở khoảng vùng 37 sâu hơn sâu hơn đó là vùng 33.5 đến vùng 35 tức là ở chúng ta có thể chia điểm này 5% này trường hợp sau cái cổ phiếu về đến tài khoản rồi á nếu nó đúng nó đúng ok chúng ta có thể mua thêm nếu nó sai chúng ta chờ nó đạp xuống cái vùng hỗ trợ này đây là vùng hỗ trợ sâu của cổ phiếu thì đây chính là cái cái cách mà chúng ta gọi là gì ạ chúng ta dò tìm răng lưới đó tìm lại cái vùng nào mà cổ phiếu dự kiến có thể bật trở lại thì tại cái vùng đó là chúng ta chuẩn bị tiền đó chuẩn bị uh, gọi là gươm giáo để chúng ta chiến đấu đó còn những cái vùng mà nó đang sọt xuống như này thì cứ từ từ đó đẹp rồi uh, hbc hbc có gì mới chưa hbc thì chưa có gì mới uh, khi mùng có phân tích cho các anh chị ở đây cái vùng kháng cự nó đây kháng cự này đó còn nó sẽ còn mãi ở trên bản tin vùng 19.5 đến vùng 20, cái vùng nó không ai dại gì mà mua HBC vào cả mua xong nó dã như một nhát như này là chúng ta sẽ bán đúng đáy này và dự kiến thì HBC cũng như vậy sẽ uh, có một điểm ở vùng 16 và sâu hơn thì có thể là vùng 15 thì từ cái vùng này thì cũng dự báo một cái kịch bản đó một cái kịch bản hồi phục lại uh, cho cổ phiếu HBC ở đây và đây cũng là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh bắt Ở VCS ok cho các anh chị uh, sau khi nó đạt cái target mùng phân tích ở đây ở vùng 100 thì nó đang chỉnh lại và cái nhịp chỉnh này thì dự kiến là cũng như vậy thôi VCS sẽ bắt đầu có những cái điểm phục hồi lại kỹ thuật ở vùng 87.5 đến vùng 90 ở uh, đây sẽ là những vùng mà nếu những anh chị kẹp thì chúng ta sẽ canh ở vùng này để chúng ta canh để chúng ta đào hàng những cái tài khoản mới thì cũng có thể cân nhắc ở vùng này Đạt Phương hiện tại đang vận động khá là tốt khi thị trường sọt nhưng mà nó cũng không sọt gãy vùng 352. Và dự kiến thì Đạt Phương sẽ có những điểm tích lũy nhẹ nhàng ở đây trước khi mà lực cầu quay trở lại để có thể kéo Đạt Phương về lại vùng kỳ vọng trong nhịp này vẫn vẫn xây target ở em này ở khoảng vùng 40. CR E đến thời điểm hiện tại là đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 34 trên 34. Một số anh chị em có hùng là có bán không? Thì cái quan điểm của hùng như thế này. Tức là cái target 34 là cái target đã đạt được ở trong một cái kỳ vọng với cá nhân của Hùng Lê thì chúng ta có thể bán đi từ 30% đến 50% và cái phần 50% còn lại thì chúng ta sẽ neo. Đó có thể lên đến vùng 37 chúng ta bán tiếp 10%, đó, lên đến vùng 3 40 chẳng hạn, có thể là nhịp này CRE sẽ đánh đến vùng 40 hoặc là có thể là nó sẽ bị mất ở đây, không ai có thể nói khẳng định trước được cả và chúng ta sẽ men theo những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta à dò tìm thêm. Ví dụ vùng 34 không gãy thì cái cơ hội về 37 là còn, nhưng gãy 34 rồi thì làm sao còn 37 nữa. Đúng không các anh chị? Đó thì cái cách uh, cái cách mà Hùng tiếp cận vấn đề nó là như vậy. Uh, C2, C2 sau khi đạt cái target ở vùng 26 cộng bị chốt kinh hoàng. Và target này là target Hùng đã xây nhá, đã xây và các anh chị có thể kiểm tra lại. Và sau khi nó chỉnh kinh hoàng như thế này thì nó lại đạp về nền rồi. Phiên ngày hôm nay là phiên có một cái tín hiệu kỹ thuật gọi là tín hiệu đảo pha những tín hiệu này thì chưa thuyết phục. Đó nó chưa thuyết phục và vì sao chưa thuyết phục thì các anh chị có thể học sâu hơn về các cái kỹ năng gọi là trading trên trong trên cái biểu đồ nến Nhật. Thì với góc độ kỹ thuật hiện tại của C2 thì giả sử với với tín hiệu này thì C2 sẽ có thể sẽ test lại quanh vùng 20.5. năm trước khi mà nó có những cái điểm test trước khi mà nó hình thành được một cái điểm phục hồi á thì nó cần có thêm tín hiệu và hiện tại thì là mới là gì? Mới là tín hiệu đầu tiên. Và sau đó cần có tín hiệu xác nhận đó Và cái, những cái tín hiệu xác nhận đó thì Hùng sẽ cập nhật thêm à, Trên team không chat à, Với với cá nhân của Hùng thì Hùng sẽ hỗ trợ các tài khoản trực tiếp Và sau đó thì Hùng sẽ share một phần thông tin ra team cộng đồng à, Dreamhouse DRH thì uh, trong những cái nhịp mà uh, long ở đây Thì chúng ta có nói đến cái target ở 14 Nhưng mà đánh lên được 13.5 thì uh, nó đảo sọt ở đây Uh, tín hiệu ngày hôm nay đối với uh, DRH cũng tương đối là tốt rồi, tương đối tốt rồi và dự kiến thì có thể nó sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng uh, 10.3 tên vùng 10 thì tức là hôm nay lấy được cái đây từ đây thì nó sẽ có những cái điểm test nhẹ nhàng đây. Uh, test khỏe thì nó sẽ test về khoảng vùng 10.5 nhưng mà nếu mà test sâu hơn tức là nó sẽ test lại vùng hỗ trợ này và đây cũng là thời điểm mà chúng ta bắt đầu có thể tham chiến, bắt đầu tham chiến được rồi nhóm xe lắp đẹp đã bắt đầu chỉnh rồi C32 thì thường đánh T cộng các anh chị nhé Cứ gặp hỗ trợ chúng ta cân Và đây hỗ trợ C2 26 năm đến 27 Gặp kháng cự chúng ta bán Ở vùng 20 mấy bán đến bán này 28.5 đến vùng 29 mang hàng ra mà bán Đánh ngắn tí như vậy thôi Kiếm uh, tiền cà phê trả đá Xeo uh, Shell, uh Shell thì cũng đã cảnh báo rất là nhiều lần Về cái vùng kháng cự của nó ở đây Đó là vùng kháng cự mạnh Ở vùng 13.5 đến vùng 14 À, chúng ta có thể xem lại, chúng ta có thể xem lại các cái phân tích về Shell. À, và cái vùng kháng cự thì không nên mua, đó, chúng ta nên mua hỗ trợ thì nó sẽ tốt hơn, thậm chí mua hỗ trợ vẫn có sai, vẫn có thể sai cơ mà, đúng không ạ? Bởi vì nó phá hỗ trợ. Thì uh, Shell trong tuần, uh, trong cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng đã nói rồi, Shell có cái tín hiệu bị phá vùng 11.5 và không lấy, đây là tín hiệu xác nhận, nó không lấy lại được vùng 11.5, chính vậy nên xe tiếp tục bị đạp. Uh, thì sau cái nhịp đạp này thì hiện tại là phiên này hôm nay thì cũng cũng gọi là tạm tạm chấp nhận được uh, Tuy nhiên nó sẽ cần thêm những cái phiên xác nhận của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá về cái tín hiệu hồi phục của xe ở quanh vùng 9.5 đến vùng 10 và nếu mua được thì sẽ có khuyến nghị À, uh, đất xanh uh, thời điểm hiện tại thì cũng uh, đi ngang và cái biên đi ngang của nó uh, nó cũng đang đi xây À, khá giống với một số các cái mã cổ phiếu trụ thì à, nó cứ đi như thế này thôi thì chúng ta tạm thời là chúng ta cũng không phải vội vàng. Đúng không à, nếu các anh chị đang cầm hàng 21.5 không gãy thì cứ cầm. Đó, và chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp chúng ta có hàng ở đây 21.5 thì chúng ta đảo để chúng ta có thể mua vào và chúng ta sẽ đảo ở khoảng vùng 25.5, chúng ta mang hàng ra bán ở à, những cái nhịp ngắn như vậy. À, trước khi mà cổ phiếu đất xanh nó có những cái tín hiệu xác nhận tiếp theo à, LDG trên góc độ kỹ thuật thì nó có chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta nên nhìn dài ra và rộng ra thì cái góc nhìn dài ra và rộng ra đó chính là những cái điểm mà hỗ trợ rất sâu của nó ở đây đó là vùng 6.65 đến vùng 6.8 vùng này nói rồi và trong cái nhịp vừa qua thì từ cái vùng hỗ trợ này uh, cho là đánh từ vùng 7 mà đạt lên đến vùng 9 đi đó mà thậm không không phải là ta ghét vùng xây ở vùng 9 đó vùng 8.8 như vậy thì LDG cũng đã tăng được một nhịp tương đối khá đúng không từ 7 lên 8.8 là 1,2 Ví dụ như vậy một đồng thể thử xem 1,2 mà chia cho 7.7 à, Cũng được khoảng tầm 16% Như vậy là cũng happy rồi đúng không các anh chị Đó, Một năm được ngân hàng được 5% Trong một nhịp ngắn chúng ta đầu tư được 16% Như vậy là rất là hạnh phúc rồi Thì à, sau cái nhịp à, nhịp mà chạm chín Thì à, em này em mới rũ một quả tương đối mạnh Quả tương đối mạnh Nhưng mà sau cái quả rũ này thì nó lại gặp lại cái vùng hỗ trợ ở đây và phiên ngày hôm nay thì giao dịch tương đối là tích cực à, ngắn hạn thì nó sẽ test lại nó chưa 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 bay ngay được đâu các anh chị chưa bay ngay được đâu 7.3 7.3 dự kiến là nó sẽ test lại cung cầu ở quanh vùng 7.3 trước khi một cái lực cầu quay trở lại khoảng trên 20 triệu cổ phiếu thì khi đó là chúng ta cần cật lực theo lái FCOM à, <laughs> Chúng ta cũng đã nói về cái vùng kháng cự 15 đến khoảng vùng 15.5 à, Và sau đó thì cũng có phân tích một cái nhịp lo sọt ngắn Và à, trong tuần trước thì Phecom à, à, đã bị phá cái vùng à, hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 14 à, Khi vùng hỗ trợ ngắn bị phá vỡ thì đương nhiên nó sẽ rơi Và nó sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn à, Trong tuần thì em này đã rơi về đúng cái vùng hỗ trợ ở đây Đó là vùng 11.8 đến vùng 12 Bật lại Uh, tuy nhiên tín hiệu bật này thì nó cũng chưa thực sự là xuất sắc các anh chị uh, chính vì vậy nên là nó sẽ còn cần thêm thời gian tức là nó chưa bật lại ngay đâu nó sẽ uh, có những điểm long này rồi nhả đó các anh chị có thể cái cách đi của tạo lập nó như vậy rồi uh, nhả xuống rồi long lên nhả xuống uh, rồi sau đó mới dồn một cái lực đánh của dòng tiền uh, thì khi đó chúng ta mới xác nhận được cái tín hiệu tạo đáy của fcn tại đây đó Uh, trong cái quá trình vùng phân tích cổ phiếu ông đã nó mô tả rất là kỹ cho các anh chị rồi và nếu mà chúng ta không làm được nữa thì hùng cũng chịu chịu cứng tức là những cái giá trị vùng mang lại cho các anh chị uh, cộng đồng nhà đầu tư uh, trên những cái góc nhìn của cá nhân hùng lê Và vùng lê chia sẻ vùng lê chia sẻ xong thì các anh chị có thể tham khảo đó uh, nếu đúng thì chúng ta uh, theo nếu cảm thấy hợp thì chúng ta theo nếu chúng ta cảm thấy không hợp ok chúng ta có thể đi tìm những cái nguồn kiến thức khác bởi vì uh, uh, kiến thức ở trên mạng bây giờ là kiến thức mở đó không nhất thiết các anh chị phải theo hùng sẽ theo ai đó ví dụ như vậy và bản thân hùng lê cũng như vậy không không nhất thiết hùng lê phải theo một cái người a người b người c nào đó hùng sẽ cảm thấy là à ở cái chỗ nào cần thiết cho mình thì mình sẽ theo người đấy đó à, chúng ta nên 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 như vậy để chúng ta có được một cái góc nhìn nó nó happy nó nó một góc nhìn nó rộng mở cho một số các anh chị hùng thấy <laughs> nhìn nó hơi hơi ngắn bởi vì uh, các anh chị xem của Hùng thì các anh chị có phải trả phí đâu, đúng không ạ? Mà lại có nguồn kiến thức sau đó lại quay lại nói thế này thế kia. Đó, như vậy là một cái góc nhìn nó uh, nó rất là ngắn theo quan điểm của Hùng là như vậy. Ở IDC thì Hùng đã cảnh báo một cái vùng kháng cự ở vùng 42 và đi được đâu đó gần đến 42 thì nó đã đạp sọt và đạp thì uh, trong cái bản tin phân tích tuần thì cũng có nói đến với các anh chị là vùng 35 và vùng 35 này thì phiên giao dịch của ngày hôm qua uh, phái sinh đảo sọt nên là mất gần 40 điểm đúng không ạ Nên là đã bị mất cái vùng hỗ trợ này và phiên ngày hôm nay thì có lấy lại uh, Tuy nhiên cái điểm lấy lại này thì cũng chưa thực sự là mạnh nên là trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan sát lại ở vùng hỗ trợ 32 và sâu hơn ở vùng 30 Vậy thì cái kịch bản bắt đáy cho 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 D, IDC ở chỗ này như thế nào thì ví dụ như vùng 32 này chúng ta bắt khoảng 5%. Đó, cứ tương tự như vậy thôi, tức là chúng ta sẽ dự kiến là à tôi sẽ bắt đáy ở cái vùng này. Vì sao lại như vậy? Bởi vùng này tôi dự kiến là à khả năng cổ phiếu sẽ dừng rơi ở đây. Trên những cái góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ bắt dần ở đây. Đó, cái cách thức bắt đáy là như vậy, chứ không phải là cái lúc cổ phiếu đang rơi ầm 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 ầm. Đó, nó đang lao ầm ầm ở đây, nó đang lao ầm ầm như này chúng ta xông vào bắt đáy không phải. Nó phải cần có những cái uh, điểm nhấn về mặt kỹ thuật thì khi đó chúng ta mới À, bắt đầu để chúng ta lao vào chúng ta bắt đáy, đúng không ạ? À, VPG là một mã cổ phiếu mà trong tuần vừa qua thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị bắt Khi đó thì Hùng nhận diện thấy là cổ phiếu này đánh bật thoát vùng à, Bật thoát vùng ở đây ạ. bật thoát vùng ở đây là vùng 25 năm đến khoảng vùng 26 25 năm vùng 26 và sau cái điểm bật thoát này thì VPG đánh khá là tốt ngày 19 tháng 4 tức là vào phiên giao dịch đầu tuần thì cũng đã có đây tại thời điểm đó thì VVG đang ở đây là giá khoảng vùng 20 26.7 các anh chị 26.7 mà hiện tại bây giờ nó đã lên được lên được 31.6 rồi như vậy cũng khá là tốt tức là tại thời điểm đó thì mình nhận thấy ở đây là cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta có thể mua cổ phiếu VVG À, cũng tương tự cùng thời điểm đó thì hùng đã nhận diện thấy kdh cũng là một cái lựa chọn uh, agg này rồi kdh nói chung nó nằm hết ở đây c 2 frt lấy ví dụ kdh gõ thì mới ra đó ví dụ ngày 19 tháng 4 ở vùng 31 đến vùng 31.5 đó là tại cái thời điểm đó thì đã nhận diện thấy một cái điểm mà KDH có thể đánh từ vùng này và xu hướng tích lũy là tương đối ổn và sau khi có vị thế thì đúng xu hướng thì chúng ta sẽ chủ động cân thêm. Tại vùng 31 đến vùng 31.5 và xu hướng hiện tại thì KDH đã đang đánh chạm lại về vùng kháng cự ở đây đó là khoảng vùng 35.5 đến vùng 36 phía này dòng tiền khá là tốt. À, với tín hiệu hiện tại à, dòng đánh của à, Khang Điền như thế này thì à, chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nón úp ở đây Có nghĩa là nó đánh vượt lên sau đó nó test lại cung à, mà không gãy để nó mở chen ở đây Thì khi đó chúng ta sẽ mở các cái điểm mua hạn mức bất thường tức là sẽ tăng tốc đối với mã cổ phiếu này à, NRC thời điểm hiện tại à, NRC hiện tại cũng đang quan sát khá là đẹp À, thì NRC sau một cái điểm mà nó đạt được cái target ở đây khá là ổn thì nó đang chỉnh về đây Và đây chính là những cái hội tụ về mặt kỹ thuật của NRC ở đây Các anh chị có thể quan sát trong các cái phiên giao dịch tiếp theo Quanh vùng 20.6, quanh vùng 20.6 đến khoảng vùng 21 chúng ta có thể canh mua vị thế Và sau đó đúng xu hướng thì các anh chị có thể chủ động để mua thêm Rồi chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm ngành dầu khí gồm có cổ phiếu gas. Uh, Gas hiện tại chưa có nhiều yếu tố đột biến Hùng đang phân tích cho các anh chị một cái biên ở đây đó là biên hỗ trợ ở vùng 85 và biên kháng cự ở vùng 90 và khả năng thì cổ phiếu này nó sẽ đánh vòng vo trước khi mà nó có những cái tín hiệu xác nhận tiếp theo uh, PLX ở giai đoạn hiện tại thì Hùng đã nói với các anh chị rồi đó là nó đang đi vào một cái trend giảm và với tín hiệu ngày hôm nay thì PLX sẽ có thể test lại vùng 50 ở tuần tiếp theo Tại ờ, tại vùng 50 này cổ phiếu tích lũy được à, thì à, cơ hội bật tiếp theo là còn, còn nếu không tích lũy được thì PLX sẽ tiếp tục bị sọt và à, khả năng cao theo như cái góc nhìn cùng thì cái điểm sọt về khoảng vùng 48 đến vùng 46 là cao đối với mã cổ phiếu PLX. À, PET thì cũng có phân tích ở trong nhóm ngành dầu khí, đây là một cái mã cổ phiếu nó mang cái tính đầu cơ khá là cao và cái vùng kháng cự 24 cũng đã cảnh báo cho các anh chị rồi và từ đây thì cổ phiếu đang test lại giảm à, đó gọi là chỉnh giảm về mặt kỹ thuật à, như vậy thì chúng ta sẽ sẽ dự kiến à, có thể thăm dò lại vị thế thứ nhất đó là vùng 19.5 và sâu hơn có thể là vùng 18 tức là à, với cái góc nhìn quan sát của Hùng thì Hùng dự báo rằng cổ phiếu về đến đây cổ phiếu sẽ ngừng rơi đó khi chúng ta dự báo được như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu à ngăm ngâm mà mày đến đây gì tao chém ví dụ như vậy là đến đây là anh em mang tiền ra bắt à, những cái đồng chí nào mà đang bán tháo bán tống ở đây bởi vì là người ta mua ở trên này tức là người ta mua phải kháng cự và đến cái đoạn này người ta không chịu được lỗ nữa đó người ta bán ra thì đấy lại chính là những cái thời điểm mà tạo lập người ta sẽ canh để người ta bắt lại ở đây đó cái cách của tạo lập là như vậy à, pxs đó, PXS thì các anh chị nhớ đúng không ạ? Nhớ một cái kháng cự của nó ở đây ở vùng 8.5 và sâu sâu à xa xa hơn ở vùng 8. À, thì cứ như vậy thôi, nói chung là nôm na gần về đến kháng cự thì chúng ta cứ mang hàng ra chúng ta chốt và bây giờ thì nó lại đi về hỗ trợ rồi. Thì trong một cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên đánh tương đối là nối, tương đối là nối nên là nó thể chưa 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 chạy ngay được đâu. Chạy gì mà vội thế đúng không ạ? khả năng sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 6.5 vùng này không gãy khi đó thì chúng ta sẽ nói thêm cái kịch bản hồi của PXS. Uh, PFL, uh, PFL là một cái con pen của nhóm ngành P và nếu xét trong cái những ý, ý, yếu đồ ý đồ về tạo lập thì cổ phiếu này cũng đang dự kiến là có những cái trend kỹ thuật tương đối dài và tương đối đẹp uh, từ cái vùng 3.5 đến khoảng vùng 3.8 trên trên tuần chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ không phải vội vàng được và à, tuần này thì cổ phiếu bắt đầu đi vào cái chạm mấy điểm 3.8 bật lên nhưng mà khả năng những cái điểm này thì nó cũng sẽ chưa bật khởi khởi động mạnh đâu à, nó cần thêm những cái khoảng thời gian để nó tích lũy ổn định lại ở vùng này và ông sẽ dự ông sẽ tiếp tục cập nhật cái xu hướng của cổ phiếu ba à, em top một của ngọc pvs thì à, sau một cái giai đoạn đình chỉ đi ngang ở cái biên 23 năm đến vùng 243 ba Uh, thì PVS tiếp tục bị đạp sọt quay trở lại, đạp sọt quay trở lại đây. Uh, và trong uh, một cái điểm ngắn hạn, trong một điểm ngắn hạn thì anh chị em chúng ta sẽ quan sát ở vùng 20. Chưa bật ngay được sau một cái phiên uh, nó sọt mạnh như vậy thì cái tín hiệu lình trình sau đó nó sẽ còn. Tương tự như vậy thì uh, PVD, PVD cũng như vậy. PVD cũng sẽ có những điểm lình xình ở quanh vùng 19.5 đến vùng 20. Uh, PVT sẽ có những điểm lình xình ở quanh vùng 15.7 đến khoảng vùng 16.2. Oi hiện tại thì cũng đã phân tích cho các anh chị một cái kháng cự ở đây là vùng 15 vùng hỗ trợ uh, sâu hơn và sâu hơn có thể nói là vùng hỗ trợ sâu hơn. Ở uh, trong phiên ngày hôm nay thì oi đã chạm cái vùng hỗ trợ ở đây này thì vùng hỗ trợ này thì chúng ta có thể canh bắt đáy này vùng 12.5 đến vùng 13 BSR trong phiên ngày hôm qua thì chính thức bị mất cái vùng hỗ trợ dài đó là vùng 15 năm đến vùng 16 và sau khi bị mất cái vùng hỗ trợ dài này thì uh, xu hướng xu hướng nó sẽ trả lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó chính là có thể vùng 13 năm đến vùng 14 uh, phiên ngày hôm nay có một tín hiệu như thế này nhưng cũng chưa thực sự là tích cực thì có thể là phiên ngày thứ ba sẽ test lại quanh vùng 14 5 sau đó thì chúng ta sẽ phân tích các cái kịch bản tiếp theo Ờ, POV kép rồi POV kép như vậy là đạp đúng đạp đủ rồi Và đúng đủ rồi thì nó sẽ về vùng 12 đến khoảng vùng 12 ba. Ở đây là vùng mà dự kiến thì POV kép sẽ có một hai phiên cày quốc ở đây Trước khi mà nó hình thành một cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật ở đây Thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật và Đây cũng là những cái điểm mà chúng ta có thể tham dò lại đối với mã cổ phiếu P Rồi sẽ đi phân tích nhóm cổ phiếu nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán ở thế thì sau trong một cái giai đoạn vừa qua khi trụ mà giữ nhịp thì banh và chứng khoán đang tích cực giảm à, tích cực giảm để làm sao để sau một cái điểm quá trình giảm về điểm số à, thì à, trụ sẽ nghỉ ngơi và banh và chứng khoán sẽ cần phải thế chân vào đấy thì đấy là cái kịch bản đánh của thị trường thì à, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là việc à, nhóm banh ngày hôm nay đã phát huy banh và chứng khoán phải nói là như vậy À, ngày hôm nay có một thế đồ một cái trận đấu long từ cái vùng mà lúc nãy ở đầu bản tin thì cũng có phân tích cho các anh chị ở vùng 1263 điểm phải nhờ công rất lớn của banh bởi vì banh đã trụ rất chắc trong những cái thời khắc khó khăn nhất của thị trường à, và việc công banh ngày hôm nay nó đánh một biên từ biên 100 đến ô tận 4.000 đúng không ạ? lúc sâu nhất là 100 linh 100 chấm 5 Việt Công Banh, Việt Công Banh vì sao tạo lập lại dùng Việt Công Banh để kéo chỉ số thì nó đơn giản là nó ít thì dễ kéo Và trong bản tin tuần thì Hùng đã báo dự báo về một cái khả năng bật long quay trở lại đối với Việt Công Banh Khi mà cổ phiếu này chạm lại hỗ trợ 95 đến vùng 96 Điểm bật này thì sẽ đưa Việt Công Banh về lại vùng 100 và trong cái phiên giao dịch của ngày kéo long đúng không ạ Trong cái phiên giao dịch kéo long của ngày thứ 3 đầu phiên thì Việt Công Banh đã kéo lên tận vùng 105 ngày hôm nay thì test lại vùng 100 không gãy như vậy thì cũng khá là tích cực. À, tuy nhiên đối với việc anh ở thời điểm hiện tại để cũng xem nào có thể kéo đi tiếp không? Chưa. Nói chung là chưa và trong ngắn hạn thì nó sẽ gặp lại kháng cự 105, xa hơn thì nó sẽ ở khoảng vùng 107 đến khoảng vùng 108. Uh, bit uh, rồi cũng đạp đúng đạp đủ rồi các anh chị và bit đã đi về lại cái vùng này là cũng vùng hỗ trợ rồi. Vùng 40 đến vùng 40.7 và ở cái vùng này thì chúng ta cũng có thể thăm dò lại vị thế của bit. Nếu các anh chị đang cầm bit thì có thể bắt để đảo hàng từ vùng này, 40 đến 40.7 khá là ok. ở ACB trong cái thế trận mông có phân tích ở tuần trước đó là khi mà cổ phiếu ACB bị mất cái vùng 34 thì xu hướng nó sẽ đi về lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó vùng 31 đến vùng 31 31.5 đến vùng 32 thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay đầu phiên trong những cái điểm sọt của phái sinh thì cổ phiếu đã chạm về đến gần vùng hỗ trợ và bật lên ngắn hạn thì ACB chưa có nhiều động lực các anh chị đánh ở những cái đoạn này đấy là các cái nhịp long ngắn thì gặp cái hỗ trợ này thì nó sẽ đánh lên và gặp cái vùng kháng cự nôm na ở đây ngắn hạn thì ở vùng 34 mạnh hơn một tí thì vùng 35 thì lại bị xả thôi tức là nó sẽ xả theo các cái nhịp uh, phái sinh thì khả năng cũng long được một hai phiên nữa sau đó lại đạp thôi nó cái kiểu như vậy. g uh, công thương trong phiên giao dịch ngày hôm nay uh, tương đối là tương đối là tốt khi nó lấp lại được cái phần giảm tuy nhiên là nó lại đổi lại về lại cái vùng kháng cự thì bản thân là Công thương trong tuần vừa qua thì nó test cái cung ở đây nó bị thất bại này vùng 41.5 đến vùng 42 nó bị thất bại chính vì vậy nên là nó đã bị đạp sọt sau đó. Thì trong cái điểm view ngắn hạn thì công thương có thể sẽ có những điểm mà chỉnh lại quanh vùng quanh vùng 40 trước khi mà nó xác nhận cái xu hướng tiếp theo. Còn bật luôn là chưa bật được đâu. Nhìn thế này thôi nhưng mà khả năng bật luôn là chưa bật được. ờ uh, MBB. MBB thì phiên uh, ngày hôm nay cũng đã đi về cái biên 29 đến biên 29.5 năm. Uh, nhiều anh chị có hỏi có bán MIB không thì Hùng có trả lời là không bán bởi vì cái thời điểm này nó là hỗ trợ rồi thì chúng ta cứ cầm lại chúng ta quan sát thêm uh, tín hiệu hôm nay thì cũng tương đối là tích cực và có thể sẽ có những cái điểm trả cung và chúng ta sẽ có thêm cái đánh giá về các cái yếu tố tạo nền của bit uh, của của MBB ở vùng giá 29 đến vùng 29.5, còn tín hiệu ngày hôm nay của MBB tương đối là tích cực. VIBANK hiện tại thì cũng là một trong những cái mã cổ phiếu của nhóm bank à, hoạt động tương đối ổn định và tích cực ở trên vùng gọi là vùng mở biên. Đó, đối với vùng mở biên của VBank đó là vùng 48 sau à, khoảng 2 tuần à, cổ phiếu này đi ngang à, với một cái lực à, thanh khoản khá là thấp thì phiên ngày hôm qua nó có đạp gãy vùng 48 nhưng kết phiên thì nó lại đi về lại được cái vùng 48. Và phiên ngày hôm nay thì có một cái cây nến xác nhận à, lấp lại cái phần gap à, gáp ở trên cái điểm đóng của ngày hôm qua như vậy là tích cực với mức lực cầu tương đối à, là tốt ở khoảng 17 triệu. Và xu hướng ngắn hạn thì Tech à, VP khả năng sẽ tiếp tục đánh. Techcom thì uh, Techcom thì chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến các anh chị. 412 vẫn là kháng cự. Trong phiên ngày hôm nay thì uh, chạm long sọt quanh vùng 40 tức là quanh vùng hỗ trợ của nó ở đây thì uh, với tài khoản mà các anh chị đang nắm thì các anh chị cứ nhớ cái vùng 38 cho vùng lên tức là vùng 38 không gãy thì cầm thêm. Gãy vùng 38 thì chúng ta bán bởi vì khi 38 bị gãy thì nó cũng xác nhận một cái xu hướng của cổ phiếu là nó bị hết 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 trend tăng. TP Bank thì view thôi chứ cũng không có khuyến nghị mua cái mã này. Ngày hôm nay thì nó đạp được về hỗ trợ này. Sau đó nó kéo lên uh, tuy nhiên điểm kéo này hơi hụt 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 hơi Uh, chính vì nó kéo hụt thôi nên là nó cũng phải uh, có những cái điểm test lại quanh vùng 27 trước khi mà xác nhận tín hiệu. Uh, HD Bank ngắn hạn sẽ đạp lại về hỗ trợ đây là vùng 26. ở uh, phiên ngày hôm nay khá là tốt uh, có điểm hồi phục ở đây. Tuy nhiên sẽ có những cái điểm test cung liền sau đó thì chúng ta sẽ quan sát uh, hỗ trợ của HD Bank ở khoảng vùng 26. SHB trong ngắn hạn như vậy là cổ phiếu này cũng đã hoàn thành một cái nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật. Mà nhịp hồi phục này thì chúng ta cũng có nói đến ở vùng 23.5 và dự kiến thì nó sẽ hồi về lại khoảng vùng 27, 27 và phiên kết tuần trong tuần thì nó đi qua được cùng vùng 28. Nói chung là đóng cửa tuần thì đúng 27 đây, đúng vùng giá này. Thì dự kiến, dự kiến thì em này em ấy sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 26 kết phiên gãy vùng 26 và phiên ngày hôm sau uh, có một tín hiệu xác nhận không lấy được 26 thì các anh chị cũng có thể bán cổ phiếu này. Ờ uh, STB, STB ngày hôm nay cũng giao dịch tương đối tốt và tăng kịch trần, nó cũng lấp lại cái phiên giảm sàn ngày hôm qua. Uh, tuy nhiên uh, đây là các điểm long short về mặt phái sinh và nó sẽ cần phải test lại. Trên quan điểm về kỹ thuật là như vậy, nó cần phải test lại ở vùng 21 đến khoảng vùng 215. Ờ, nó chưa chưa thể tăng ngay được đâu và nó sẽ có một đến hai phiên nó lình sình ở, ở quanh cái điểm này trước khi mà nó có những cái tín hiệu tiếp theo. ở Liên Việt Postbank thì chính thức là hoàn thành target 19.5 đến vùng 20 và lực đánh của Liên Việt Postbank tương đối tốt, tương đối ổn định. Đấy, những cái lực đánh như này là cực kỳ ổn định đấy, các anh chị này. Đấy và với một cái lực đánh như phiên ngày hôm nay như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái điểm test kỹ thuật nhẹ nhàng ở đây. Khả năng là sẽ có một cái điểm test kỹ thuật nhẹ nhàng ở đây, tức là test lại vùng 19.5 không gãy là cực kỳ khỏe và sau đó lực long quay trở lại, ví dụ như vậy. À, thì cái xu hướng mà cổ phiếu này tiếp tục đánh rất là cao. À, BBB cũng là một con pen à, rồi và trong cái nhịp long vừa qua thì đã đạt lên được 15.5. À, về mặt à, cơ bản là cũng hoàn thành được một cái target lợi nhuận ở đây. À, các anh chị có thể tính à, từ cái điểm phục hồi ở đây, từ vùng à, 13, từ vùng 13. Thì bây giờ nó lại quay lại rồi, nó lại quay lại hỗ trợ đấy các anh chị này, vùng 13 13 năm đây rồi. Thì đây cũng chính là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu à nghe đến nó, ngắm nghĩa đến nó và à, thời điểm mà chúng ta giải ngân tiền, bắt đầu bắt thăm dò vị thế. Rồi đúng cổ phiếu, à, đúng xu hướng thì như thế là chúng ta sẽ chủ động chúng ta tăng thêm hàng. Đó, quan điểm của như vậy đúng cổ phiếu chúng ta tăng thêm sai xu hướng thì chúng ta sẽ phải sl chúng ta là cắt xử lý uh, những cái sai ngay từ những cái sai đầu tiên những cái điểm sai đầu tiên uh, nếu như cổ phiếu bị mất chen trung hạn hoặc là mất chen uh, tất nhiên là khi mà chúng ta uh, nhìn á, thì chúng ta phải nhìn theo góc độ là cổ phiếu đó đang đánh ở chen ngày hay chen trung hạn hay là chen như nào thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn nó à, tối ưu hơn chứ không phải là cứ gãy hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ đó là hỗ trợ ở trên trên ngày hay hỗ trợ ở trên 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 tuần đó thì chúng ta cần phải phân biệt những cái yếu tố kỹ thuật như vậy à, VCI thời điểm hiện tại thì uh, VCI đây rồi các anh chị 60 mươi uh, hỗ trợ rồi ở à, 585 năm, năm đến vùng 60 ờ, uh, trước này thì cũng đã có phân tích một cái điểm 585 uh, năm, năm đến vùng 60 trong một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây lên đến khoảng vùng 70 thì chúng ta chốt Chốt xong sọt về đây có thể thăm dò lại được rồi đấy anh chị SSI Chưa thể uh, Chưa thể hồi phục nhanh như vậy được đâu vùng 31 đến vùng 32 sẽ cần thêm thời gian Uh, cổ phiếu HCM cũng như vậy, phiên ngày hôm nay phục hồi như thế này nhưng uh, cái điểm hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này 30 Tức là nếu khỏe thì HCM sẽ test lại ở khoảng vùng uh, 30.5, nôm na nó sẽ phải uh, lấp lấp lại ở đây Đó, khỏe là như vậy, rồi từ đây mới bắt đầu tính toán một cái điểm hồi phục kỹ thuật ở bên này uh, SHS về lại vùng hỗ trợ 26 đến khoảng vùng 27, tín hiệu phiên nay thì cũng khá là tốt, khá là ok rồi Uh, tuy nhiên nó lại đổi lại ngay ở đây cái vùng ở đây là cái vùng mà các ông bị kẹp thì các ông lại mang hàng ra các ông chốt như vậy thì cổ phiếu sẽ cần thêm uh, nói chung là chưa thể tăng tăng ngay được đó phiên ngày thứ hai phiên ngày thứ ba sẽ cày bừa lại Uh, MBS trong phiên ngày hôm nay thì phục hồi tương đối là tốt sau khi nó có một cái cây nến sâu nó cũng giống cái kịch bản ở đây uh, Và với một cái điểm phục hồi như thế này thì nó cũng sẽ phải test lại thôi Test mà không khỏe thì ở quanh 22, test khỏe thì ở quanh 22.5 trước khi mà hình này một cái uh, điểm tăng về mặt kỹ thuật ở đây uh, MBS, CTS CTS thì trong nhịp trước, ở ông có nói đến ngay chị là cái vùng kháng cự ở đây này, nên là cái vùng đấy là vùng mà mang hàng ra chốt, đó chứ không phải là mua nữa. Thì bây giờ nó lại về lại hỗ trợ rồi anh chị này, về 14 đến 14 năm và biên của nó là 14.5, tức là nôm na là về đến vùng này thì chúng ta bắt đầu chúng ta uh, răng lưới để chúng ta có thể bắt thăm dò lại ở những vùng hỗ trợ của cổ phiếu. FTS, @bvs uh, fts ở đây, fts ở đây sau khi mà chúng ta kỳ vọng ở một cái target ở đâu khoảng vùng 10 17 anh chị 19 19 19 năm gì đấy. Đây đạt được và sau đó nó chỉnh chỉnh như thế này thì à uh, vùng 172 hỗ trợ tương là tốt và từ vùng này thì có thể tính toán một cái nhịp hồi phục kỹ thuật của nó ở đây, tức là nó chỉnh về khoảng vùng 172 tích lũy đây và có một phiên xác nhận khoảng lực cầu khoảng đâu đó khoảng tầm trên 1,5 triệu cổ phiếu và giá bắt đầu tăng mạnh trở lại thì chúng ta bắt bắt thêm thôi. Ờ à, AS là một mã cổ phiếu khá là quen thuộc và đến thời điểm hiện tại thì chúng đang dò tìm lại có hai điểm bắt cho chúng ta, đó là vùng 8.4 và sâu hơn. Uh, có thể là vùng 8 và chúng ta cứ chia nhỏ cái dòng tiền của chúng ta ra các anh chị và chúng ta đang bắt đầu thăm dò lại đáy. nó thăm dò lại đáy của cổ phiếu. Cổ phiếu về tài khoản rồi, đúng xu hướng thì chúng ta sẽ uh, cứ thế chúng ta bắt thêm. ở uh, BBS rồi vùng kháng cự 26 và sau những cái điểm mà nó bị đạp, nói chung là chạm về kháng cự ở đây. Thì trong cái kịch, kịch bản mà phân tích cũ á, là kỳ vọng break kháng cự để để mở trend nhưng mà cái điểm break này nó không có nên là nó lại quay về lại hỗ trợ và hỗ trợ này đẹp rồi quanh vùng 20 chúng ta có thể bắt đầu thăm dò vị thế của BVS à, VX như vậy là bắt bắt đáy thành công rồi VIX Uh, sau hai phiên đánh mạnh thì uh, trong cái kịch bản mà phân tích uh, đối với VIX đúng không ạ? Um, Ông có nói với các anh chị, thứ nhất đó là vùng 20 uh, vùng 30 ở quanh vùng 30 là chúng ta có thể bắt và sau đó thì chúng ta dự phòng thêm một cái trường hợp là có thể vùng 27 đến vùng 27.5. Uh, đó thì những cái điểm sâu này này và điểm hôm nay thì coi như là hai phiên nó bắt như này là ngon rồi. Và như vậy là chính thức là chúng ta có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật của nó ở đây. Đó, bây giờ mua thì lại muộn rồi, đúng không ạ? Xoay vì được chúng ta mua ở vùng 30, sau đó đi vùng thấp thấp ở dưới này chúng ta mua thêm một tí nữa. Đó, khi chúng ta có vị thế rồi thì phiên ngày hôm nay chúng ta có thể mở điểm mua hết. Khi có tín hiệu mà với vượt thoát vùng uh, 32. Đó, thoát, bên trên 32. VND hai. Uh, VND thì uh, cái target vùng có đưa ra đây ở khoảng vùng 38 sau đó nó sẽ chỉnh cung những điểm chỉnh cung quanh 35 không gãy à, đấy là những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật để kỳ vọng là VND có thể tiếp tục đánh lên một nhịp nữa thì à, các tài khoản mà chúng ta đang cầm VND thì chúng ta có thể cầm thêm để quan sát ở vùng này OK thì ông sẽ phân tích tiếp uh, nhóm ngành thép cho các anh chị HPG làm vùng nước <laughs> Uh, HPG thì cũng đang đưa cái target của nó lên về vùng 60. Về vùng 60 sau khi mà nó đạt được cái vùng ở đây vùng 53. Sau đó thì đưa lên vùng 60. mươi. Uh, những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Hòa Phát nó đang có ba phiên lấp lại không gãy vùng 55, tương đối là tích cực và với tín hiệu này thì uh, các anh chị quan sát giúp vùng vùng 55 không gãy thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục cầm cho cái target mà chúng ta đã kỳ vọng. Uh, hoa sen như vậy là cũng hoàn thành được cái mốc 32 trên 32 rồi uh, nó chỉnh kỹ thuật đấy các anh chị và khả năng cao thì cái vùng 28.5 nó chưa bật lại ngay được đâu nó sẽ uh, có những cái điểm uh, sọt xuống ở đây và từ cái điểm sọt này thì chúng ta sẽ tính toán một cái điểm hồi phục của hoa sen nếu có còn nếu gãy 28.5 thì các anh chị mang hàng ra mà chốt Uh, Nam Kim là một mã cổ phiếu cũng hay và đến thời điểm này thì nó cũng đã chính thức là đạt được cái mốc 26.5 trên 26.5. năm. Uh, thì về quan điểm kỹ thuật là là cứ đạt target thì chúng ta chốt bớt đi, chốt bớt đi. Uh, và cái mốc ở đây của Nam Kim thì các anh chị quan sát vùng 23 năm, vùng 23 năm này không gãy á, vùng 23 năm này không gãy. Ok là chúng ta có thể cầm nắm cái phần còn lại, cái phần ngọn á, còn nếu mà gãy thì chúng ta bán nốt phần ngọn ví dụ như vậy để chúng ta có thể neo thêm những cái target cao hơn của của nam nam kim chẳng hạn vào vùng 29 đến khoảng vùng 30 khi mà cổ phiếu này đánh bật lại cái vùng 26.5 thành công uh, TLH thì ngắn hạn là chúng ta sẽ xem cái vùng hỗ trợ này 14 14 không gãy thì cái cơ hội mà nó phục hồi lại ở vùng 17 năm đến vùng 18 là còn thì về đến cái vùng này thì chúng ta lại canh chúng ta chốt, về đến vùng hỗ trợ chúng ta canh thì chúng ta mua thêm Ví dụ như vậy uh, TVN uh, đang lỗi hẹn cái target 18 Trong tuần thì uh, Chúng ta nhìn ở trên góc độ là cái điểm ở đây này có một điểm hỗ trợ 13 nhưng điểm này là điểm thường là những cái điểm mà sọt sâu ở trong phiên thôi uh, Còn trên góc độ Góc độ kỹ thuật thì nó ở khoảng vùng 13.6 và phiên ngày hôm nay thì có một điểm là nhúi qua vùng 13 sáu Uh, thì uh, tín hiệu của TVN thì chúng đang kỳ vọng là nó sẽ đánh lại ở khoảng vùng 17 còn vùng 18 thì chúng ta sẽ chờ tức là nôm na lại là cái nhịp này thì cái cơ hội mà TVN đánh về vùng 17 đến vùng 18 là còn nói chung là như vậy pom thì thôi nhưng các anh chị vùng 20 thì cứ mang hàng ra mà té thôi chứ con pom này nó đánh đầu cơ cũng tương đối là kinh khủng và nó cũng đã chạy được một nhịp tương đối là dài à, Còn khi mà cổ phiếu này nó đánh thoát vùng 20 rồi ấy, Và nó có những cái tín hiệu kỹ thuật mở trên kỹ thuật ở đây này Thì khi đó thì chúng ta sẽ xem xét sau VGS ở thời điểm hiện tại à, Vẫn chưa có gì à, gọi là chưa bị phá kỹ thuật Chưa bị phá kỹ thuật ở à, vùng hỗ trợ sâu của VGS ở vùng 20 và vùng biên tích lũy của nó vùng 21 đến vùng 22 và kỳ vọng sẽ mở trend ở nhịp này để đánh về khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 27. Ở à, kịch bản này vẫn đang giữ nguyên bởi vì tín hiệu uh, tuần như thế này thì nó vẫn đang tương đối là ok ở à, phân tích các uh, mã cổ phiếu của nhóm uh, nhóm xi măng các anh chị nhỉ, xem nó như thế nào. Thomham bây giờ ôi chết, hôm hôm nay Hôm hôm nay đã có một cái điểm nháy tương đối là sâu tương đối là sâu và sau đó thì lấy lại biên 5.5 ờ, như vậy thì nó sẽ chưa 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 chạy ngay được đâu các anh chị hay ở đấy về đến vùng này là ta răng ta bắt đáy này như vậy là hôm này chưa theo mà cái cách nhìn ngùng thì nó sẽ còn quay về lại năm quay về lại năm và nó sẽ xây ở nếu chặt là nó sẽ xây ở vùng 48 đến vùng 5 trước khi mà nó có một cái nhịp hình thành kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt lại ở đây Uh, cổ phiếu BCC nhỉ BCC BCC thì một uh, phiên này nó bị gãy mất 11.5 chính là phiên qua phiên này thì lấy lại biên 11.5 tuy nhiên là với cách lấy này thì nó cũng chưa thuyết phục đâu dự là còn quanh vùng 10.8 tức là nó còn sẽ phải chỉnh lại quanh vùng 10.8 rồi uh, khi đó nó mới xây các cái tín hiệu kỹ thuật ở đây uh, H T1 HT1 là về hỗ trợ đây này. 16. À, rồi, về đến vùng này là cũng đẹp rồi đấy. HT1 là cũng có thể à, canh để chiến đấu rồi đấy. 16 15 năm, 15.5 đến khoảng vùng 16 các anh chị. Ghi vào đây. Simang Rồi, bây giờ thì uh, cũng hết các nhóm ngành, OK sẽ điểm qua nhanh cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu uh, khá là quen thuộc. Chúng ta sẽ còn khoảng tầm 15 phút nữa trước khi mà chúng ta sẽ đi uh, nói về thị trường chung. Uh, BFC trong góc độ ngắn kỹ thuật ngắn hạn thì các anh chị có thể quan sát vùng 21 là hỗ trợ và biên khái cự ngắn là vùng 23 tạm thời đánh ở trong cái biên này. Đạm Phú Mỹ ngày phiên nay có một cây nến râu tương đối dài và sau cái cây nến râu tương đối dài như này thì nó sẽ có thêm cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận. Còn ngắn hạn là hỗ trợ 18.5 anh chị nhé, bị phá 18.5 thì xu hướng là xấu. Ở cái quan điểm là như vậy, khi mà cổ phiếu nó rơi từ trên rơi xuống thì nó sẽ gặp các cái hỗ trợ. Thì tại hỗ trợ này nó xây, nó đang xây đây các anh chị này. Nhưng xây có thành công hay không thì nó cần có tín hiệu xác nhận. Nếu có một cây nến đỏ đặc ở đây là thất bại. Nhưng À, nó đảo chiều được xu hướng ở đây. Đó, với lực cầu quay trở lại với các cái tín hiệu kỹ thuật khác nữa. Đó, thì đấy là thành công. À, còn đối với thời điểm hiện tại thì có quan sát thêm, đó thì hùng hướng dẫn các anh chị như vậy. À, đạm cà mau à, hoàn toàn cũng tương tự như vậy. Vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 16, các anh chị lưu ý, nếu vùng 16 này bị phá thì nó sẽ có xu hướng về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở ờ, sâu hơn và những cái vùng hỗ trợ sâu của em này có thể là tận đến khoảng vùng 13 đến vùng 13.5. Ờ à, VGI như vậy là VGI đã uh, trong tuần thì nó cũng đã bị vi phạm cái uh, cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây các anh chị này, đó. Nó bị mất cái mốc ở đây là mốc 36.5 thì cái xu hướng cao nó sẽ về hỗ trợ sâu hơn thôi. 31.5 đến khoảng vùng 32 và dự kiến thì về đến vùng này là vùng hỗ trợ tương đối sâu rồi và cổ phiếu uh, này sẽ bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục từ đây. À uh, CTR đến tín hiệu hiện tại thì cũng đang tương đối ổn định, chưa 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 xấu. À, khi mà kết tuần thì nó lấy lại được vùng 85 Và các anh chị lưu ý vùng 85 này là vùng hỗ trợ kỹ thuật của CTR Rất là quan trọng trong cái nhịp mà chúng ta phân tích đi lên Nhóm mía đường QNS Như vậy QNS là phiên ngày hôm nay có vi phạm cái vùng hỗ trợ 40 là vùng hỗ trợ trung hạn Đường Mark cắm đầu, dòng tiền cắm đầu Như thế này thì cổ phiếu Thiên về kịch bản là chỉ giảm đi ngang hoặc là thiên thiên về kịch bản đi ngang hoặc là chỉnh giảm thôi đường mát đang cắm như thế này thì cổ phiếu khó khó tăng lắm anh chị SBT có phục hồi tuy nhiên phục hồi này gọi là phục hồi nối nó hơi đuối nên là khả năng với tín hiệu này thì T1 T2 thì SBT sẽ tiếp tục bị đạp thôi LSS về lại vùng 11.5 Đây là vùng hỗ trợ về mặt trung hạn Trong thời điểm hiện tại thì cổ phiếu sẽ đánh ở biên 11.5 Đến biên 14.5 đến vùng 15 ở đây Danh mục cổ phiếu dệt may có cổ phiếu TCM 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 thì cũng không có gì đột biến cả Hỗ trợ dưới vùng 110 Không gãy thì cầm gãy thì té à, uh, TNG TNG phiên nay cũng có một cái điểm uh, hồi phục nhưng điểm hồi phục này thì theo Hùng nó cũng không thực sự là thuyết phục và nó sẽ cần thêm thời gian ở khoảng vùng 20 20 chấm uh, 20 3 khoảng vùng 20 3 đến khoảng vùng uh, đây là khoảng vùng 21 Nói chung nôm na là nó sẽ cần thêm thời gian uh, tích lũy lại ở cái vùng này đủ lớn, đủ dày. Thì khi đó thì mới mới có một cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật của nó ở đây các anh chị nhé. ở VGT rồi có những cái nhịp long lên sọt xuống và trong cái trong cái phân tích định lượng thì cũng đang hướng nó đến cái vùng hỗ trợ sâu hơn của nó của VGT khoảng vùng 14 thì khả năng về đến vùng này thì chúng ta mới bắt được mới có những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục ở đây còn cái vùng biên tích lũy ở trên này thì biên ở đây là biên 13 năm đến biên 10 15 3 15 3 đến biên 15 thì khả năng biên này cũng chưa 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 ổn định đâu Uh, nó sẽ tiếp tục uh, có những cái điểm lo sọt ở quanh những cái vùng này Gấy l thì cũng như vậy thôi gãy 70 thì các anh chị bán uh, pph như vậy là pph đến thời điểm hiện tại là chỉnh uh, tương đối sâu tương đối sâu trong một cái uh, cái trend kỹ thuật đi lên của nó ở như thế này thì bây giờ chúng ta chỉ còn chờ uh, cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng của nó ở đây nữa mà thôi còn ngưỡng này mà bị phá vỡ thì đồng nghĩa với việc là uh, chúng ta sẽ phải chờ tương đối dài để phục hồi trở lại đối với mã cổ phiếu này vùng 23.3 đến khoảng vùng 24 đây là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cuối cùng của 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 của, của PPH À, nhóm ngành cao su ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thử xem nào PHR có gì không cũng không có gì đặc biệt à, Xu hướng của PHR là đang bị rơi Đang bị rơi và à, trong một cái góc độ kỹ thuật dài thì nói chung là xấu các anh chị PHR trên, trên tuần như này là xấu Đã Kéo cái hỗ trợ này nó ra đây xem nào Ít nhất ở vùng 47 năm nó có 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 gọi là có dừng được thì nó lại quanh quanh vùng 475 ở đây. Đấy, vùng về đến vùng hỗ trợ 55 bị mất này. 55 bị mất thì nó lại có xu hướng bị đạp tiếp thôi và chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 475. DRC Uh, DRC trong tuần thì uh, hiện tại là vùng 26.5 thì đang lấy lại được Nếu vùng 26.5 này mà gãy thì sẽ đi về lại vùng 24 Trên uh, góc độ kỹ thuật thì các cái điểm hồi của chỗ này gọi là cứ vùng uh, Vùng này thì sẽ phải cần thêm đánh giá lại ở đây cái biên của nó đây Được 25.5 Đó uh, sẽ khoảng ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 Đấy là cái biên mà cổ phiếu DRC sẽ tích lũy và đánh giá lại ở cái vùng này đây. Nhóm thủy sản thì hiện tại không có nhiều các cái yếu tố đột biến vì vậy nên lùng sẽ không có phân tích, à, có phân tích một số các cái mã cổ phiếu về pen không anh chị nhỉ? Sông Đà đi, view lại sông Đà một tí nhé. Xong đó vẫn đang còn, còn khoảng tầm độ 5-10 phút nữa thì chúng ta sẽ rồi chúng ta sẽ view lại sông đà một tí nào trên đen tuần sdt đang chỉnh như vậy là thông thường thì nó chỉnh đến tận mấy tuần dò tìm lại thôi bây giờ thì uh, sdt như này là chỉnh khá là sâu sẽ tạm thời xóa hết những cái này đi để chúng ta xem Như vậy là đây dòng tiền bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật phục hồi. Quanh vùng 6, quanh vùng 6 thì chúng ta sẽ uh, canh để bắt lại, bắt lại SDT. SD4, SD4 là cũng bị gãy cái điểm này thì bây giờ nó sẽ phải uh, bắt lại kỹ thuật của SDT. quanh vùng 5.2. SD4, SD4 như thế này là sau khi mà nó đạt cái target 8 thì nó sẽ chỉnh lại và chúng ta sẽ canh bắt ở quanh vùng 5.2. Khả năng là 5.2 đến khoảng vùng 5.5 dự kiến thì SDT, xin lỗi cả nhà, SD4 sẽ dừng rơi ở cái điểm này. SD3 thì đấy, cái vùng kháng cự đây này, vùng 5.8 này. Đó, và nó chỉnh 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 và đến thời điểm hiện tại thì SD3 đang rơi và xu hướng rơi này thì uh, chưa cầm được đâu, chưa cầm được đâu, ít nhất nó sẽ phải rơi về tận 4 ít nhất là rơi về bốn. Uh, về đến đây rồi khi đó thì cổ phiếu nó mới có những cái điểm gọi là test kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ uh, quan sát thêm những cái tín hiệu kỹ thuật nó ở quanh vùng 4 SD6 SD6 thì như vậy là mất vùng hỗ trợ của nó ở đây đó là vùng 5 thì xu hướng xu hướng này thì đây chúng ta sẽ xây lại cái vùng này để chúng ta canh thì chúng ta bắt thôi tức là gọi là dò tìm dò tìm vùng giá mục tiêu 4.45 đến khoảng vùng 4.4.2 Uh, như vậy là cái vùng hỗ trợ trên này thì nó không khỏe bằng cái vùng hỗ trợ dưới, tức là vùng này mới là vùng khỏe này, vùng 4.22 nó khoảng vùng 4 5 Thì uh, đây là một cái tín hiệu kỹ thuật cũng uh, mang tính kỹ thuật khá là cao thì phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba có thể SD6 sẽ có những cái tín hiệu uh, uh, test lại, test lại quanh cái vùng này, vùng 4.5 này trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. À, rồi, à, còn à, phần thời gian còn lại thì chúng ta sẽ đi nói về thị trường chung. À, và các cái mã cổ phiếu nào mà ông Lê chưa phân tích thì các anh chị có thể comment, comment ở bên dưới cái dòng thời gian của bản tin. Ở à, dưới dòng thời gian các anh chị comment vào đây và ông sẽ căn cứ căn cứ những cái câu hỏi của anh chị thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời, giải đáp những cái thắc mắc của anh chị ở trên dòng thời gian của các cái bản tin tuần. Và trong cái phần thông tin liên hệ thì có phần ID, có đường link để các anh chị có thể mở cái tài khoản tại VPS dưới cái đường link quản lý của Hùng Lê để tham gia các cái team hỗ trợ ở trong nhóm Hùng Lê. Và đây là có một cái đường link của nhóm cộng đồng R6, hiện tại thì chúng ta có R6, R7, R8, R9 đó là các cái team cộng đồng. Uh, thì uh, có những cái phân tích kỹ thuật, có những cái điểm nhấn kỹ thuật thì hùng lê có chia sẻ lên trên các cái team cộng đồng cho anh chị em nhà đầu tư cũng như là các bạn là môi giới phải nói là như thế uh, cùng làm nghề thì chúng ta uh, có những cái chia sẻ như vậy để giúp nhau trong cái uh, gọi là hỗ trợ về mặt thông tin đó rồi bây giờ phần cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về xu hướng thị trường thì uh, như các anh chị biết thì trong cái quá trình mà phân tích đầu tư thì hùng lê luôn luôn phân tích Uh, bộ ba chỉ số của thị trường đặc biệt là chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh bởi vì uh, bản thân phái sinh giúp ta chúng ta kiếm ra tiền thì đấy cũng là một cái bộ chỉ số mà chúng ta cần phải phân tích uh, và ở trong những anh chị em uh, đồng hành cùng với ông lê thì có những tài khoản là chỉ chuyên đánh về phái sinh và một số thì đánh về cơ sở và một số thì vừa phái sinh vừa cơ sở tức là hai tay hai súng thì uh, khi cơ sở gặp khó khăn thì chúng ta có thể chuyển một phần chúng ta sẽ tạm dừng chúng ta sẽ để ở những cái mã cổ phiếu chứng khoán mà để đầu tư dài ở trong đó và chúng ta chuyển một phần tiền để chúng ta có thể long sọt để một ngày ví dụ như vậy chúng ta bắt đúng và gần như những cái thế trận muốn bắt thế trận ngày nào cũng bắt long thế trận ngày nào cũng bắt sọt trong ngày luôn và những cái thế trận bắt đó thì cũng bắt cực kỳ sớm và nhận diện cực kỳ sớm những cái thế trận như vậy tất nhiên là nó có xác suất có đúng có sai chứ không phải là nó tuyệt đối được nhưng khi mà chúng ta đã Uh, đã 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 gọi là nắm bắt được những cái cái điểm nhấn về thị trường thì khi đó cái sai sót của chúng ta nó sẽ ít đi rồi đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái kịch bản của phái sinh thì chúng ta thấy rằng một tuần giao dịch mà phái sinh nó có rất nhiều các cái điểm nhấn kỹ thuật ví dụ ở ngay đầu tuần thì điểm nhấn kỹ thuật ở vùng 1270 đến 1273 để đánh giá một cái thế trận long. Rồi đến uh, cái phiên giao dịch của ngày thứ ba thì uh, sau cái trận long đó thì lại đánh giá một cái kịch bản uh, chúng ta phải chú ý đến uh, cái kịch bản là kéo trụ và sau đó thì có thể tạo lập sẽ rút trụ để đánh sọt và đây chính là cái kịch bản đánh sọt. Uh, tiếp tục uh, sau cái kỳ nghỉ lễ đúng không chúng ta quay lại thị trường thì cũng tiếp tục đánh giá cái mức độ kháng cự uh, khá là nghiêm trọng của phái sinh ở vùng 1310 đến vùng 1315 và ông đã có những cái sọt test ở vùng này và từ đây thì uh, phá sinh của chúng ta và ngay trong buổi sáng thì ông đã đánh giá thế trận của cái phiên giao dịch ngày 22 đó là thế trận sọt rồi xong đến cái phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi mà uh, nhận diện thấy có những cái điểm long uh, gọi là đây gọi là những cái điểm gọi là uh, gọi là test sâu gọi là gọi là là, là là người ta gọi là gì nhỉ phá hỗ trợ uh, uh, sọt sọt qua hỗ trợ Tuy nhiên tại thời điểm ngày hôm nay thì cái thời điểm mà mà phái sinh sọt gãy gãy cái điểm này nhưng VN30 tức là VN30 đây các anh chị Hùng luôn luôn phân tích cả VN30 thì VN30 chưa bị gãy vùng 1260 vùng 1260 là vùng rất quan trọng của VN30 thì vùng này không gãy đó và khi mà chúng ta nhìn cái sự tương quan của VN30 và chỉ số phái sinh ở đây đó thì chúng ta sẽ nhận diện được à như vậy đây sẽ là một cái điểm mà dự kiến là thế trận của chúng ta sẽ là thế trận long đó chứ không phải là thế trận sọt thì ví dụ như vậy à, thì uh, cái cái những cái biến động của thị trường thì nó luôn luôn biến động và nó biến động theo 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 theo, theo gọi là đây là phân tích đồ thị trên m năm đó thì chứ uh, chừng trên 5 phút nó đã biến động rồi và chứ chừng nói đến là ngày hoặc là nói đến tuần thì trong bản tin tuần thì hùng chỉ có một vài cái view ngắn của phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba và sau những cái phiên giao dịch đó thì chúng ta cần phải đánh giá thêm các cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở trên bản tin định lượng tuần à, thì về phái sinh thì phiên ngày hôm nay là một cái thế trận long phái sinh tương đối đẹp và phái sinh đã chạm về cái vùng kháng cự của chúng ta ở đây là vùng 1.300 điểm thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai nếu đẹp nhất nếu đẹp nhất các anh chị là phái sinh của chúng ta nên sọt ngắn chứ không nên chạy luôn nên sọt ngắn và những cái điểm sọt ngắn đó thì chúng ta sẽ xem lại ở vùng hỗ trợ 1280 đến 1285 cái vùng này. Vùng này mà nó sọt không gãy và sau đó cầu long bật quay trở lại như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục long. Thế trận này thì vẫn đang là thế trận long anh chị bởi vì uh, banh đang khá là ok. Uh, và ngày hôm nay thì uh, đã nhận diện thêm được một số ví dụ nhóm ngành xe lắp cũng đang gặp về những cái vùng hỗ trợ tương đối đẹp và tương đối là ổn định rồi cùng với đó thì VN30, VN30 trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã bắt đầu bứt lại cái vùng ở đây là vùng 1.300 điểm. Và trong một cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì cái chỉ số phái sinh sẽ gặp lại cái vùng kháng cự ngắn ngắn ở đây. Ít nhất là ít nhất là vùng này, ít nhất là vùng này, vùng ngắn ngắn ở đây là khoảng vùng 1.305. Đó, thì nó sẽ gặp lại vùng này thì nó cũng nên chỉnh một nhịp ngắn tức là nó sọt test một nghìn ngắn và cái nhịp sọt test đó thì uh, không gãy vùng 1290 là đẹp và từ vùng 1290 này thì có thể bắt đầu uh, phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật về uh, về long trở lại đây đó uh, và cùng với đó thì chỉ số VN Index ba chỉ số này thì nó cũng sẽ có những cái điểm song hành như vậy thôi và VN Index của chúng ta thì kỳ vọng sẽ test lại quanh Uh, quanh vùng 1240 đến vùng 1245 Đây là một cái vùng kỹ thuật cũng tương đối là quen thuộc Những anh chị mà xem những bản tin tuần cùng Lê thì khá là quen thuộc uh, Với những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng này Và uh, sau những cái uh, tín hiệu tích lũy lại vùng này không gãy Và lực long quay trở lại Thì như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái uh, điểm long Và với cái thế trận uh, kết tuần như vậy uh, Với cái mặt bằng chung của các mã cổ phiếu Nhóm trụ, nhóm banh ở nhóm blue vừa thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng uh, phiên ngày thứ hai sẽ có những điểm test cung nhẹ trước khi mà thị trường có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo và uh, trong ngày thì hùng thường xuyên uh, phân tích uh, cho các anh chị em uh, các cái uh, điểm hỗ trợ kỹ thuật uh, của vn30 và của phái sinh và căn cứ vào đó thì các anh chị có thể uh, căn các cái điểm lo sọt chứ còn hùng không có lead phái sinh phái sinh thì sẽ có một đội nhóm riêng uh, sẽ có một cái cái cái, cái, cái team đi lệnh Uh, team lý lệnh riêng thì Hùng không có phụ trách cái việc đó thì uh, một số anh chị có hỏi Hùng là Hùng có rung phái sinh hay không thì bản thân là Hùng có phân tích phái sinh và VN30 lồng trên cái tim không chat song song với uh, song song với uh, với phân tích các cái mã cổ phiếu uh, đạt điểm mua hoặc là có những cái mã cổ phiếu có những cái tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật đó uh, và trong phiên thì chúng ta sẽ tập trung phân tích phái sinh, phân tích VN30 để làm gì? Để chúng ta biết được là à ngày hôm nay cái 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 trend chủ đạo của phái sinh của chúng ta đang là trend long thì uh, hoàn toàn chúng ta có thể nắm giữ các cái vị thế đó và long đến đến điểm nào là kháng cự thì tại những cái điểm đó là các cái mã cổ phiếu chúng ta đang có lãi ví dụ như vậy thì chúng ta sẵn sàng chốt lãi và nếu như trường hợp mà thị trường mà đảo sọt thì chúng ta sẽ chốt bớt một phần để chúng ta có lại được cái lượng tiền và chúng ta cover lại hàng uh, chúng ta có thể cover lại chính những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm ở ở trong tài khoản của chúng ta khi mà phái sinh của chúng ta gặp hỗ trợ và từ hỗ trợ đó nó lại đảo lo thì cái cách thức vận hành của thị trường nó là như vậy. Phái sinh và cơ sở nó là uh, nó có những cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó và cái này nó tác động đến cái kia và cái kia nó tác động lại cái này. Đó và trong cái thời gian vừa qua thì cũng có chia sẻ với các anh chị rồi. Gần như là thị trường của chúng ta biến động rất là nhanh, tập trung chủ đạo kéo trụ để đánh phái sinh. Chính vì vậy nên là cơ sở của chúng ta sẽ chưa ăn được ngay. Đó phải đến cái thời điểm nào mà À, mà tạo lập lại không không chủ đạo đến phái sinh mà là tạo lập sau khi những cái mã cổ phiếu nó được set up lại về các cái vùng hỗ trợ tốt và bắt đầu là nó sẽ có một cái dòng tiền để nó dâng lại à, các cái mã cổ phiếu à, lên ở những cái thời điểm đó thì đấy là cái thời điểm mà cơ sở sẽ có ăn đó đó thì từng cái thời điểm nó như vậy à, thì chúng ta cũng nên à, học thêm cái phái sinh học cái phái sinh thì nó cũng đơn giản thôi à, nó nó thuần về kỹ thuật và khi đó thì các anh chị sẽ có những cái điểm nắm bắt ở trong phiên, long sọt ở trong phiên và chúng ta có thể thực hành. Thì bên tài khoản chứng khoán VPS có một cái phái sinh ảo và các anh chị có thể cài đặt cái phái sinh ảo đó và chúng ta có thể tự đánh và sau những cái trận đánh đó thì chúng ta rút ra được những cái kinh nghiệm. Tất nhiên đánh thực tế nó sẽ khác nhưng ít nhất là chúng ta cũng hiểu được cái cách đánh rồi chúng ta cũng hiểu được các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật long như thế nào, sọt như thế nào, vân vân, đóng lệnh như thế nào. Ok bản tin tuần đến đây là hết và chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ bên gia đình bên người thân thì chúng ta sẽ tạm rời xa thị trường chứng khoán và chúng ta sẽ quay lại 4 phiên giao dịch tuần tới thì chúng ta có bốn phiên giao dịch trước cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng4 1 tháng 5 và sẽ hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tiếp theo thân ái chào tạm biệt